Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 202. Chương 2011, không phải rượu ngon ta không uống. 1. Vào ngày 28 tháng Giêng năm nay, Khương Vọng mới tròn 21 tuổi. Nói cách khác, trong đại lễ hiện tại đã ra đời một vị hầu gia quân công thực ấp 3.000 hộ chưa đầy 21 tuổi tên là Khương Vọng. Kỷ lục hầu gia trẻ tuổi nhất đế quốc Đại Tề thời nay lại được rút ngắn xuống vài năm. Hơn nữa, thực ấp 3.000 hộ là khái niệm gì? 3.000 hộ bách tính Tề quốc, sinh tử vinh nhục đều nằm trong tay Khương Vọng. Tựa như Khương Vọng có cống hiến trong cuộc chiến phạt Dương, công chiếm Dương địa, được phong đất Thanh Dương trấn. Một mặt là mượn ảnh hưởng của hắn như một lá cờ đầu, giúp triều đình Tề quốc củng cố thống trị ở Dương địa. Mặt khác, loại đất phong này, Khương Vọng với tư cách là người được phong chỉ được hưởng quyền thu thuế. Hơn nữa, thuế má trên cơ sở thuế của Tề quốc chỉ có thể giảm chứ không thể tăng. Việc quản lý bách tính trong đất phong vẫn dựa theo quyền lực của triều đình Tề quốc. Mặc dù hắn có thể chi phối đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên trấn nha, nhưng những chức vụ như đình trưởng cũng cần báo cáo chuẩn bị cho quận phủ. Nếu bóc lột bách tính quá mức cũng sẽ bị triều đình Tề quốc truy cứu trách nhiệm. Giống như cuộc chiến phạt Hạ lần này, sau khi tiêu diệt Hạ quốc, triều đình Tề quốc cũng phân chia một số đất phong tại chỗ, giao cho các tướng lĩnh có công trong cuộc chiến. Chẳng hạn như Khương Vọng được phong Ly Đàm, Trọng Huyền Thắng được phong Minh Không Hàn Sơn. Về cơ bản cũng là mượn uy vọng của những công thần phạt Hạ này để củng cố sự thống trị của Tề quốc ở Hạ địa. Đồng thời, quyền lực của những đất phong này cũng không thể so sánh với thực ấp. Quan trọng hơn, dù là Ly Đàm, Minh Không Hàn Sơn hay Thanh Dương Trấn đều là đất phong vừa mới chiếm được. Mặc dù về mặt pháp lý đã là đất của Tề quốc, nhưng muốn thực sự là nơi người Tề thực trị thì vẫn cần thời gian rất dài. Đây là một tình huống đặc biệt của chiến tranh. Mà thực ấp đoạt được khi phong hầu thì khác, đều là nơi những người Tề đã sống ở Tề quốc qua nhiều thế hệ, là bách tính Đại Tề thực sự có mối liên hệ chặt chẽ với quốc thế. Danh sách hộ tịch tương ứng sau này sẽ được giao cho Khương Vọng. Hắn có thể di rời tất cả bọn họ đến đất phong của mình, thu phục nhóm bách tính đầu tiên hoàn toàn do mình nắm giữ sinh tử. Hoặc cũng có thể đặt ở nguyên quán, chỉ quan tâm đến việc thu thuế mà thôi. 3.000 hộ bách tính này cống nạp đối với cường giả siêu phàm mà nói, không phải là phú quý quá lớn. Nhưng nó đại diện cho một loại vinh dự trí cao. Đại diện cho công hầu đời này cùng vinh nhục với đất nước, có thể cùng thiên tử hưởng thụ vạn dân chúng cung phụng. Thực ấp càng nhiều sẽ càng có thể lợi dụng quốc thế nhiều hơn. Đặt trong hệ thống quan đạo sẽ có lợi ích to lớn cho việc tu hành. Định Viễn Hầu 33 năm trước đã có công đầu phá Hạ, sau đó chinh chiến nhiều năm, lập được vô số chiến công, bằng vào biểu hiện xuất sắc trong trận diệt Dương, cuối cùng được phong hầu. Lúc đó thực ấp cũng chỉ có 7.000 hộ. Mãi đến sau cuộc chiến phạt Hạ lần này, y trước tiên phá Kiếm Phong Sơn, bức lui Ngu Lễ Dương, sau chém giết thống soái Long Tiêu của Trấn Quốc quân Hạ quốc, tiên phong leo lên Đồng Ương Thành, lại có công thống lĩnh thu sát quân, mới được tăng thêm thực ấp 3.000 hộ, trở thành vạn hộ hầu. Bình thường mà nói, vạn hộ hầu đã là tột đỉnh của tước vị. Mà Khương Vọng hiện tại mới 20 tuổi, đã đạt đến thành tựu thực ấp 3.000 hộ. Đây không chỉ là vinh quang cá nhân của hắn, mà xét trên toàn bộ các nước chư hầu thiên hạ, cũng là chiến công khó có thể sánh bằng. Mọi người gieo hò, ăn mừng cho tương lai của Đại Tề. Phía trên bậc thềm đỏ, Khương Vô Hoa vỗ tay cười, trên mặt tràn đầy vui mừng. Khương Vô Tà ở một bên vừa cười vừa lắc đầu, bóc một tuyết quả trắng nõn mịn màng, cắn một miếng. Chỉ có Khương Vô Ưu là đỡ đầu gối ngồi thẳng, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trong lòng tràn đầy vui sướng đều hiện rõ trong đôi mắt phượng. Cho đến hôm nay, không ai còn nghi ngờ ánh mắt của nàng lúc trước. Câu nói cái gọi là anh hùng, chính là người biến điều không thể thành có thể. Gần như từ một loại chuyển lời mỹ hảo, trở thành miêu tả chân thực về Khương Vọng. Mà lúc trước để có được lời hứa của Khương Vọng, nàng không tiếc dốc toàn bộ tài nguyên hải ngoại của mình đi vào. Hành động bị mọi người coi là lỗ mãng đánh cược vào thời điểm đó, hôm nay nhìn lại chính là khoản đầu tư sinh lời gấp trăm, gấp nghìn lần. Gieo xuống một Thanh Dương Nam, gặt hái một Võ An Hầu. Xét trong lịch sử Tề quốc,
người trẻ tuổi lại có công lao như Khương Vọng cũng không có bao nhiêu người. Thái giám chấp bút Khâu Cát đích thân khoác lên người Khương Vọng chiếc áo mãng bào hầu vị sang trọng, tượng trưng cho thân phận Võ An Hầu. Cũng giống như người khoác áo cho quan quân hầu Trọng Huyền Tuân chính là thái giám chấp bút quen thuộc với y, Trọng Lễ Văn. Những chi tiết này càng thể hiện rõ ràng ân thưởng của thiên tử. Người Tề ưa chuộng màu tím, hầu phục này cũng lấy màu tím làm nền, cao quý không thể tả nổi. Trước ngực, sau lưng đều có 9 con mãng xà như nuốt mây mù. Non sông vạn dặm ở vạt áo, bóng sao như mộng như ảo, chỉ ẩn hiện khi bước đi. Che đi sự tiêu sái của thanh sam, thay vào đó là khí chất phong lưu của vương hầu. Một khi khoác chiếc áo này lên vai, đã là tột đỉnh của bề tôi. Có thể bình đẳng với đại phu triều nghị, gặp thống soái cửu tốt cũng không cần tránh đường, có tư cách tham dự nghị sự chính sự đường giống như thượng khanh Ngô Lễ Dương vậy. Trong tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, hai vị hầu gia quân công trẻ tuổi nhất Tề quốc hiện nay đều ung dung tự tại. Hai người nhìn nhau một cái, tạm thời lui sang hai bên. Mà chủ soái phạt hạ lần này, người đã chứng đạo chân quân ở đất hạ, Tào Giai, lúc này, bước vào quảng trường, đi lên đài cao. Thiên tử Đại Tề ngồi trên long ỷ, đưa mắt nhìn xuống, chậm rãi nói, Tào Khanh vất vả rồi. Tào Giai cả người mặc giáp trụ, chắp tay hành lễ, chỉ nói, may mắn không làm nhục mệnh. Cuộc đối thoại giữa quân thần chỉ có 8 chữ, nhưng tín nhiệm giao phó lẫn nhau trong đó không cần nói cũng hiểu. Thiên tử bèn phất tay áo, Giang Nhữ Mặc lại tiếp tục mở một chương chiếu thư khác. Đây là chương chiếu thư thứ 3, cũng là chiếu thư cuối cùng mà quốc tướng Đại Tề Giang Nhữ Mặc đích thân đọc trong ngày hôm nay. Khuôn mặt của lão quá mức phúc hậu, giọng nói cũng cực kỳ ôn hòa. Nhưng lúc này tựa như vân du trời đất, hùng dũng vang dội, năm xưa Thái Tổ khai quốc, lập nghiệp chỉ có 11 giáp, 21 năm bình định non sông. Đến khi Võ Đế phục quốc, chỉ có 3 vạn binh, qua 37 trận chiến khôi phục xã tắc. Chấm lúc mới làm thái tử, mặc giáp quét sạch 4 nước, lúc nắm hoàng quyền lại diệt thêm 7 nước. Lúc đó, Hạ Đế tự nguyên quét ngang thiên hạ, thôn tính Đông Nam, thiên hạ không người nào dám ngăn. Chấm rút kiếm chống lại, dốc toàn lực đất nước mà chiến, trên trận chém tự nguyên, quét sạch 6 quân, thôn tính Đông Vực, thành tựu bá nghiệp, Tề quốc từ đó được gọi là Đông quốc. Hiện nay thế gian không ngừng tranh đấu, có 6 nước bá chủ, vô số tiểu quốc, tông môn cổ xưa, chiến tranh động một tí là liên quan đến hàng triệu người. Danh tướng trong thiên hạ nhiều như sao trên trời. Người có thể thống lĩnh trăm vạn đại quân lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay có Tào Giai, có thể đảm đương trọng trách. Dẫn dắt trăm vạn đại quân, một trận diệt hạ. Hoàn thành tâm nguyện nối thông Đông Nam của trẫm năm xưa. Như Thái Tổ có thập thần phụng thiên, như Võ Đế có thất tướng trấn quốc, vậy trẫm có Tào Giai. Nay phong làm đốc hầu, thực ấp 3 vạn hộ, đời đời kế thừa. Tào Giai được phong làm hầu gia thế tập 3 vạn hộ, một bước trở thành tước vị cao nhất của đế quốc Đại Tề. Với tước vị, danh tiếng, quyền lực và thế lực như thế này, từ nay về sau, y có thể bình đẳng với đại nguyên soái trấn quốc. Tước vị mà Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng được phong là hầu gia suốt đời, không thể truyền cho con cháu đời sau. Mà đốc hầu của Tào Giai là hầu gia thế tập. Tất nhiên so với thế tập võng thế như Bác Vọng Hầu, Cửu Phản Hầu thì vẫn còn kém hơn một chút. Bởi vì đây là thế tập võng thế, mỗi đời kế thừa sẽ giảm đi một bậc tước vị. Con trai của Tào Giai sẽ là bá tước, con trai lại truyền cho cháu trai, lúc đó sẽ là tử tước. Nhưng hầu gia với một chữ độc nhất này lại cao quý hơn hầu gia hai chữ. Cho dù là Thạch Môn Lý Thị cũng không có được thực ấp 3 vạn hộ. Đặc biệt là trong chiếu thư phong hầu này, Tề Thiên Tử trực tiếp so sánh Tào Giai với thập thần phụng thiên của Tề Thái Tổ, thất tướng trấn quốc của Tề Võ Đế. Những nhân vật đó đều là những người sau khi chết, bài vị được thờ phụng trong Thái Miếu, Phụng Thiên Điện. Trấn quốc điện chính là được xây dựng cho những công thần này. Tề Thiên Tử gần như đã nói rõ, sau này Thái Miếu nhất định sẽ mở thêm một điện, hoặc sánh ngang với Phụng Thiên Điện, Trấn quốc điện, hoặc có thể là cao hơn, mà Tào Giai nhất định sẽ được ghi danh trong đó. Đây không chỉ là vinh dự vô thượng, mà trong thế giới vĩ lực mênh mông như thế này, nó còn có ý nghĩa phi phàm. Cái gọi là thập thần phụng thiên, thất tướng trấn quốc, vì nhiều lý do khác nhau đều đã buông tay nhân gian. Giống như tu sĩ càng mạnh, một khi bị thương sẽ càng khó lành lại. Cường giả càng mạnh, một khi chết cũng càng thêm triệt để. Khương Mộng Hùng có thể dễ dàng trấn áp thông đạo hai giới, dùng linh dược cứu sống thập tứ tại chỗ. Trong điều kiện tương tự,
cứu một tu sĩ nội phủ cảnh sẽ khó hơn gấp 10 lần. Mà phục sinh một tu sĩ thần lâm là chuyện gần như không thể. Cứu một người vừa chết và cứu một người đã chết từ lâu, độ khó cũng hoàn toàn khác nhau. Thời gian càng lâu sẽ càng trở nên khó khăn. Chương 2012, không phải rượu ngon ta không uống, 2. Những công thần được ghi danh trong Phụng Thiên Điện, Trấn Quốc Điện này đều có tu vi chân nhân đương thời. Lúc chết trời đổ mưa máu, thiên địa cùng bi. Sau khi chết cũng không còn dấu vết ở U Minh, ngay cả chân linh cũng không thể tìm thấy. Nhưng vào trong điện chịu cúng tế thì khác. Linh vị của họ được đưa vào thái miếu, được xã tắc tế quốc đời đời thờ phụng. Dùng quốc thế ôn dưỡng, hương hỏa thờ cúng, tinh thần, ý chí, danh tiếng của bọn họ sẽ được trường tồn. Cho dù đã chết nhiều năm, tan thành mây khói, vẫn còn hy vọng phục sinh. Cho nên tại sao các đời công hầu lại coi trọng hương hỏa như vậy? Tại sao thế gia ngàn năm lại hiển hách đến như thế? Có được khả năng phục sinh lão tổ cường đại cũng là nội tình của thế gia. Đây là một trong những điểm mà thể chế quốc gia sẽ mạnh hơn tông môn, được hương hỏa vạn dân thờ phụng, mở ra sinh cơ trời đất. Tất nhiên những tông môn cổ xưa kia cũng có thủ đoạn tương tự để lưu lại, chỉ là không phổ biến như thái miếu của các nước mà thôi. Tào Giai đánh một trận diệt Hạ, không chỉ trở thành tước vị cao nhất của Tề quốc hôm nay mà còn được thiên tử hứa hẹn tương lai. Trước đây không có thế gia họ Tào, từ nay về sau, Đông Lai Tào Thị đã là danh môn đỉnh cấp của Đại Tề. Đông Lai quận cũng trở thành quận phủ duy nhất của Tề quốc có hai danh môn đỉnh cấp. Tuy nhiên danh môn đứng đầu Đông Lai quận trước đây là Kỳ Thị, sau khi Kỳ Tiếu rời khỏi nhà, đoạt lấy quyền lực của Hạ Thi Quân, thanh thế của danh môn này đại suy, đã khó có thể so sánh với Tào Thị Tân Quý hiện nay. Toàn bộ đại lễ theo việc Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, Tào Giai lần lượt được phong hầu, từng bước tiến đến cao trào. Tiếng nhạc của quan lễ gõ chuông vẫn quanh quẩn trên bầu trời. Một trận đại chiến phạt Hạ oanh oanh liệt liệt đến đây mới chính thức hạ màn. Mùa xuân năm Nguyên Phượng Thứ, 57, người nước Tề đã giành được tất cả những gì bọn họ muốn. Có quá nhiều người yên nghỉ trên đất Hạ, như Bảo Bá Chiêu, như Âu Dương Vĩnh, như tiên phong doanh của Trọng Huyền Tuân, như Trọng Tân đã đi theo y nhiều năm, như 9 vạn quận binh của Điền An Bình. Như đắc thắng danh do Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng xuất lĩnh cũng có hơn 2.000 người tử trận. Nhưng cũng có một số người từ đó bước lên sân khấu cao hơn. Đúng như câu nói, trong quân chớ nói chuyện phong hầu, một tướng công thành vạn cốt khô. Trong quân đừng nói chuyện phong hầu, một tướng công thành vạn cốt khô. Câu thơ được viết trên giấy lại bị xóa đi. Ngày 24 tháng Giêng, năm Nguyên Phượng thứ 57, Khương Vọng ngồi trước bàn sách bên cửa sổ, đang viết một phong thư. Một phong thư rất dài, hắn muốn kể cho Khương An An nghe về mùa xuân ở Lâm Truy. Hắn muốn miêu tả sự phồn hoa nơi đây, muốn phóng đại vinh quang mà mình đạt được, muốn chia sẻ tất cả thành công và niềm vui của hắn. Mà đối với những đau khổ và nguy hiểm mà hắn đã trải qua, lại tuyệt nhiên không đề cập đến. Trong suốt cuộc chiến phạt Hạ, hắn không viết thư, hắn tích lũy rất nhiều điều muốn nói. Hắn còn muốn thảo luận với Diệp Thanh Vũ về vấn đề giáo dục Tiểu An An, lên kế hoạch cho lộ trình tu hành của muội muội nhà mình. Hắn cũng muốn mượn tầm mắt sau khi bước vào thần lâm, hỗ trợ thôi diễn các loại ứng dụng của Vân Triện thần thông. Tâm tình của hắn vô cùng bình lặng, nét bút cũng rất nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa sổ là hà sơn lá phong chưa đỏ, ngẩng đầu lên có thể thấy cây cối xanh tươi tốt. Sau khi lễ dâng hương tại thái miếu kết thúc, hắn mệt mỏi vì những cuộc viếng thăm nối liền không dứt của nhân sĩ các lộ, cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình trong những bữa tiệc rượu ăn uống linh đình. Thế cho nên hắn trốn đến biệt phủ Hà Sơn của Trọng Huyền Thắng. So với Giao Quang phường nằm ở khu phố xá náo nhiệt phồn hoa, hay là phủ Võ An Hầu đang được xây dựng càng nằm ở vị trí phồn hoa hơn, nơi đây thanh tịnh hơn nhiều. Tất nhiên cũng là để tránh một số phiền phức không đáng có. Ví dụ như cháu gái của vị triều nghị đại phu nào đó, thiên kim của một vài vị thống soái cửu tốt, hoặc là nữ nhi của vị thị lang, khuê tú của danh môn nào đó. Thậm chí cả vị Ôn Đình Lan nhà Yến Phủ cũng vì nể mặt nể mũi, tổ chức vài buổi thi hội, có không ít khuê mật của nàng tham gia, trời cao có mắt, Khương Vọng có biết làm thơ gì chứ. Ngồi giữa một đám oanh oanh yến yến, nghe các nàng khoa trương văn hoa cẩm tú, soạn từ ca hát còn mệt mỏi hơn cả lúc truy sát Thượng Ngạn Hổ. Có thanh âm sáo trúc mỹ diệu dài dằng dặc vọng lại. Khương Vọng theo đó lung lay đầu, nét bút nhẹ nhàng du tẩu. Không cần nói,
chắc chắn là vị hàng xóm kia mới lại tỉnh dậy sau cơn say, bắt đầu thời gian vui vẻ trong ngày. Có lẽ là quan tâm đến cảm xúc của Thượng Khanh Ngô Lễ Dương, mặc dù quân Tề đã bắt được Hạ Đế đời cuối cùng, Tự Thành, nhưng nghi thức hiến tù binh vốn nên là trọng điểm lại kết thúc vội vàng, không hề làm nhục vị An Nhạc Bá Đại Tề này. Thậm chí hậu cung của y ở Đại Hạ trước đây, hoàng hậu và mấy vị chính phi của y cũng được đưa đến bên cạnh y an toàn. Những người còn lại đều được giải tán. Nhìn lại các vị vua vong quốc trong lịch sử, Tự Thành có thể coi là có kết cục tốt đẹp. Tất nhiên một vị minh quân như Thiên Tử Đại Tề hiện nay, căn bản cũng không cần tìm cảm giác thành tựu trên người vị An Nhạc Bá này, nếu đổi thành Hạ Tương Đế đã chết từ lâu thì may ra còn được. Phải nói rằng dù sao cũng từng là thiên tử một nước, sở hữu giang sơn vạn dặm. Gu thưởng thức âm nhạc quả thực rất cao minh. Khương Vọng mặc dù không nghe ra được gì, nhưng cảm thấy tâm tình rất dễ chịu. Mượn âm nhạc của nhà hàng xóm, hắn cứ như vậy chậm rãi viết xong lá thư. Nhẹ nhàng buông tay, Vân Hạc đã bay ra ngoài cửa sổ, thẳng lên trời cao. Tâm trạng của hắn trở nên nhẹ nhàng, cũng theo đó bay lên đỉnh mây. Trời quang mây tạnh, rất thích hợp để nhớ An An. Không gặp, không gặp, ta ai cũng không gặp. Tai hắn bỗng nhiên bắt được tiếng la hét như vậy. Kia là giọng nói của một người nam tử trung niên phóng túng, thiếu kiên nhẫn, vẫn còn mang theo vài phần quý khí. Nào, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa hát. Khương Vọng tâm niệm vừa động, đứng dậy rời khỏi thư phòng, xuyên qua cửa sân, đẩy cửa lớn ra. Quả nhiên nhìn thấy trước tòa đình viện cách đó không xa có một nam tử thân mặc hoa phục, đẹp như hoa đào đang còn đứng. Người kia đã từng là dân vương Đại Hạ, hiện nay là Thượng Khanh Tề Quốc. Từng lấy Đào Hoa Tiên làm tên, là nhân vật phong lưu đệ nhất đất Hạ. Sau khi uống rượu, lão tùy hứng làm một bài thơ, liền xếp hạng cho 13 tòa danh sơn ở Hạ Địa, khiến cho núi khác không bằng. Phổ không biết bao nhiêu khúc nhạc, để cho người đời truyền sướng. Lưu lại bao nhiêu tình cảm, mặc cho khuê oán không ngừng. Sau cuộc chiến Tề, Hạ lần thứ nhất, lão gác lại phóng túng ngày xưa, phấn đấu vươn lên. Là chân quân thành tựu trong thời đại thần vũ của Hạ Quốc, lão thậm chí từng là hy vọng trỗi dậy của toàn bộ quốc gia này. Một Mỹ nam tử môi hồng răng trắng như lão gần như là hình tượng cụ thể thời kỳ đỉnh cao của Hạ Quốc. Một người như vậy lại bị An Nhạc Bá cho ăn canh đóng cửa. Động tĩnh khi Khương Vọng đẩy cửa ra đương nhiên bị lão nhận ra. Lão quay người lại, tựa như đang đi trong gió, khiến cho ánh mặt trời chập chờn. Quả thực là Mỹ mạo tựa như hoa nở. Ngu Thượng Khanh. Khương Vọng trực tiếp gọi, có thể uống một chén được không? Tề Quốc vốn không có chức vụ Thượng Khanh, vị trí này được thiết lập riêng cho Ngô Lễ Dương. Địa vị cực kỳ tôn quý, thế nhưng quyền lực thực sự thì không đáng kể. Trên mặt Ngô Lễ Dương hiện lên nụ cười nhạt, ngu mỗ trời sinh xa hoa lãng phí, từ trước đến nay không. Phải rượu ngon ta không uống, không phải hảo bằng hữu ta không gặp, không biết Võ An Hầu có rượu gì. Khương Vọng trực tiếp nghiêng người, làm động tác mời, Lộc Minh của Tầm Lâm. Trong rượu, Lộc Minh đương nhiên là tuyệt phẩm. Trong người, Võ An tự nhiên là bạn tốt. Ngô Lễ Dương cười lớn, áo bào tung bay đi tới, rượu này đáng uống. Nhân sinh có bao nhiêu chuyện, hãy bắt đầu lại từ đầu. Ví dụ như hôm qua, đánh nhau sống chết. Ví dụ như hôm nay, ngày xuân uống rượu. Thời tiết thật đẹp. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2013, Nhân gian từng tuyết bay, 1. Khương Vọng trốn trong biệt phủ Hà Sơn, từ chối tiếp khách, thậm chí cả người hầu cũng không lưu lại. Sau khi mời Ngô Lễ Dương ngồi xuống trong viện, hắn tự mình đi ôm 4 vò rượu đến. Nghĩ một chút, lại ôm thêm 2 vò nữa. Hương tuyết quế ngàn vàng khó cầu cũng được chuyển rời đến nơi này. Hiên ngang đón gió ngay bên trong viện. Đương nhiên hiện tại không thể ngửi thấy mùi hoa quế. Cái gọi là phù sơn già, hương tuyết tàn, chính là nói về hai loại cây quế nổi danh nhất đông vực. Ngoài cảnh đẹp mê hồn ra, loại cây trước giúp an thần, loại cây sau giúp thư thái. Một chiếc bàn đá xanh thấp bé đặt dưới gốc cây quế, 2 tấm bồ đoàn như được chạm khắc từ ngọc. Khương Vọng lại bưng đến một ít thiết tương quả, lấy thêm một ít bánh ngọt, lúc này mới quỳ xuống ngồi đối diện Ngô Lễ Dương. Ngô Lễ Dương từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ngồi dưới gốc hương tuyết quế, tựa như người được vẽ tỉ mỉ trong bức tranh thủy mặc, bản thân đã là một phần của phong cảnh. Nhìn Khương Vọng bận rộn đi đi lại lại, lúc này lão mới nói,
không ngờ trong sân của Võ An Hầu lại yên tĩnh như vậy. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau lễ dâng hương tại Thái Miếu. Trước đại lễ ngày hôm ấy, thực ra cũng chưa từng có quen biết. Ngô Lễ Dương đứng quá cao, Khương Vọng lúc đó còn chưa có tư cách uống rượu cùng lão. Ngoài tu hành, không còn việc gì khác. Khương Vọng ôn thanh nói, tại hạ quen sống tự do, cũng không cần người hầu hạ. Sáu vò rượu Lộc Minh xếp thành một hàng bên cạnh bàn, như sáu con hươu trắng hướng về cây quế tuyết. Chưa nói đến hương vị, chỉ riêng bình chứa rượu này đã bất phàm. Toàn thân màu ngọc, nếu dùng ngón tay gõ nhẹ ba cái vào thành vò, màu ngọc kia sẽ dần dần biến mất, thân vò trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy chất lỏng màu hổ phách như mật ong bên trong. Sau ba hơi thở lại trở về màu ngọc như cũ, chính là bạch lộc tàng lâm. Hình dáng tổng thể của vò rượu chính là một con hươu trắng bốn chân quỳ xuống. Hai bên sừng hươu đặc biệt tinh xảo, mỗi bên nắm một cái, xoay ngược chiều nhau, mới coi như là mở niêm phong. Môi hươu chính là miệng vò, mà sừng hươu chính là hai chiếc chén rượu, gọi là bình sừng hươu. Rượu này phải phối với loại chén như vậy, mới có dư vị vô tận. Khương Vọng tự tay xoay hai cái sừng của bình, sừng hươu xuống, rót đầy rượu, chỉ làm động tác mời chứ không nói thêm gì. Ngô Lễ Dương bưng bình rượu lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trước tiên thưởng thức hương thơm, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Chậm rãi cảm nhận hương vị đậm đà, cuối cùng uống cạn, mùi rượu trước sau như một, từ tạng phủ đến thiên linh. Vuốt ve chiếc bình sừng hươu này, trên mặt lão lộ vẻ say mê. Sau đó mới chậm rãi nói, rượu của Đông Quốc, uống ở Lộc Xương. Rượu của Lộc Xương, ngon nhất là Tầm Lâm. Tuyệt phẩm của Tầm Lâm được gọi là Lộc Minh. Rượu này mỗi năm chỉ sản xuất được 20 vò, không dễ kiếm được, Võ An Hầu lại có nhiều hàng tồn như vậy. Cái gì mà chạm tay có thể phỏng, ở chỗ này cũng có thể thấy được một hai. Thực ra tại hạ cũng rất khó mua được. Khương Vọng vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào hai vò gần tay mình. Hai vò này là ta đánh cược với Diêm Pha tướng quân của Giặc Quốc mà thắng được. Tất nhiên hắn không nói đánh cược cái gì, lại vỗ vào hai vò trước mặt. Hai vò này là hảo bằng hữu Yến phủ tặng. Quà mừng phong hầu của Yến đại thiếu gia thế nhưng chất đầy 10 xe. Hai vò rượu Lộc Minh quả thực không đáng là gì. Hắn dừng một chút, lại chỉ vào hai vò phía trước, hai vò này. Là mấy hôm trước Yến phủ đến đây tụ tập, mang theo một ít rượu, lúc đó còn thừa hai vò Lộc Minh chưa uống, ta liền lấy ra hết. Cái gọi là hàng tồn, gần như tất cả đều là vặt lông Yến phủ, điều này khiến hắn cũng có chút ngượng ngùng. Liền dừng câu chuyện, lại rót rượu cho Ngô Lễ Dương. Nói kỹ ra, nào chỉ là rượu, cả bàn này đều là do người khác tặng. Những thiết tương quả kia đương nhiên là Liêm Tước tặng, những bánh ngọt nọ cũng đều là tất cả bằng hữu mang đến. Trong đó còn có bánh Nguyệt Nha do Thái tử Đông Cung Khương Vô Hoa tự tay làm. Tất nhiên ngay cả biệt phủ Hà Sơn này vốn cũng là của Trọng Huyền Thắng. Trong tay nghe được bên trái một cái Yến phủ, bên phải một cái Yến phủ, Ngô Lễ Dương dừng một chút. Tự nhiên nghĩ đến sự tiếp đón mà mình nhận được ở Bối Quận mấy ngày nay, không khỏi cảm khái, Yến thị quả thực có gia phong rất tốt. Khương Hầu gia cũng vô cùng đồng cảm. Thế là hai chiếc bình sừng hươu chạm vào nhau, hai người cùng uống một chén. Hai người cứ như vậy vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, quả thực có vài phần thoải mái vừa ý xuân đến. Mây trôi trên bầu trời xanh, gió thổi qua đỉnh trống, người cũng say lâng lâng vậy. Sau khi uống được vài vòng, Ngô Lễ Dương nhìn Khương Vọng, đột nhiên hỏi, ngươi không hỏi ta hôm nay tại sao lại đến bái phỏng An Nhạc Bá sao? Khương Vọng mời Ngô Lễ Dương uống rượu thực ra không có ý gì khác. Chỉ là đúng lúc thời tiết đẹp, có hứng uống rượu, lại thấy người này phong lưu phóng khoáng, liền muốn uống một chén với đối phương, chỉ vậy mà thôi. Hắn hiếm khi có lúc tự nhiên thoải mái như vậy. Mấy năm nay gần như luôn bị áp lực hữu hình và vô hình thúc đẩy, khiến cho hắn không có thời gian rảnh rỗi. Lúc này hắn chỉ vừa đưa tay rót rượu, vừa cười nói, Ngô Thượng Khanh là nhân vật như thế nào? Muốn gặp ai thì gặp, đâu cần lý do gì. Ngô Lễ Dương cười, nâng chén rượu nói, nên uống một chén. Khương Vọng đương nhiên phụng bồi. Sau khi uống cạn một chén này, Ngô Lễ Dương mới cười nhạt nói, An Nhạc Bá là người thông minh, biết bây giờ gặp ta sẽ không thích hợp, không đủ an toàn. Hắn lại là người chỉ có chút thông minh nho nhỏ, không biết rằng trong mắt Tề Thiên Tử căn bản không có sự tồn tại của hắn, hoàn toàn không quan tâm hắn làm gì. Hắn thật sự vui vẻ không nhớ hạ cũng được, giả vờ ngu ngốc cũng tốt, căn bản không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Ngươi nói đúng,
Ta chỉ là hôm nay đột nhiên muốn gặp hắn. Ta muốn biết khi hắn nhìn thấy ta sẽ nói gì. Ta muốn hỏi hắn có từng hối hận không. Ta muốn xem hắn hôm nay như thế nào, rốt cuộc có gì khác so với người mà ta nhìn thấy 33 năm trước. Ngu Lễ Dương nói nhiều như vậy lại đột nhiên dừng lại, đại khái có lẽ là cảm thấy, thực ra cũng không cần nói gì. Cuối cùng chỉ a một tiếng, thực ra diễn đạo, cũng khó tự do. Khương Vọng chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói gì. Nhưng Ngu Lễ Dương lại hỏi, Thượng Ngạn Hổ tự ý mở Trường Lạc tuyệt trận, dẫn họa thủy loạn thế, là do người nào sai khiến, chắc Võ An Hầu cũng biết chứ. Khương Vọng nói, lúc đó ta quả thực nhìn thấy Bắc Hương Hầu lấy ra thánh chỉ ngọc ấn của Hạ Đình. Là mệnh lệnh của An Nhạc Bá. Ngu Lễ Dương nói, Thượng Ngạn Hổ giống như Hề Mạnh Phủ, đều là người kiên định ủng hộ Hoàng đế. Chuyện như vậy, nếu không phải An Nhạc Bá đích thân mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không làm. Rượu Lộc Minh chảy trong máu, vẻ choáng choáng cũng tan biến đi. Khương Vọng khẽ nói, thì ra là vậy. Nếu xét đến như thế, Tự Thành hôm nay còn có thể sống tốt, còn có thể được phong làm An Nhạc Bá, ca hát nhảy múa. Thiên tử thật sự quá nể mặt Ngu Lễ Dương, mà cũng là người đã chết trên tiền đề bảo vệ Tự Thành. Tội danh dẫn họa thủy cuối cùng đổ lên đầu Võ Vương Tự Kiêu chứ không phải Hạ Thái Hậu, chắc hẳn cũng có liên quan đến ý chí của Ngu Lễ Dương. An Nhạc Bá muốn khởi động Trường Lạc tuyệt trận, Võ Vương ngầm đồng ý. An Nhạc Bá muốn đổ trách nhiệm lên đầu Hề Mạnh Phủ, Võ Vương ngầm đồng ý. An Nhạc Bá còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu Thái Hậu, Võ Vương cũng ngầm đồng ý. Nhưng ta lại không thể đồng ý nữa. Chứng đạo chân quân, trụ quốc 16 năm, đây là việc duy nhất ta không đồng ý với Võ Vương. Ngu Lễ Dương nhìn Khương Vọng nói, đây cũng là lý do tại sao hôm nay ta ngồi ở đây, uống rượu cùng người. Khương Vọng không biết nên nói gì, cho nên chỉ im lặng rót rượu. Ngu Lễ Dương nhất thời không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như làn nước đa tình, lão khẽ nhấp rượu, dáng vẻ vô cùng ôn nhu. Lão cười hỏi, một người đã cống hiến cả đời cho đất nước, thậm chí cả mạng sống cũng hóa thành củi lửa. Người như vậy sau khi chết, có phải không nên bị làm phiền nữa, có phải nên được yên nghỉ không? Bà ấy nên có được tôn trọng. Khương Vọng nói, mỗi một ngày trong thời đại thần võ, bà ấy đều lo lắng cho tương lai của đất nước kia. 33 năm, không một ngày nào rảnh rỗi. Hạ quốc sau này được xây dựng trên đống đổ nát, khi nó sụp đổ, bà ấy cũng không thể sống tiếp. Ngu Lễ Dương chậm rãi nói, Thái Hậu như vậy, Hề Mạnh Phủ cũng như thế. Chương 2014, Nhân gian từng tuyết bay, 2. Hạ Thái Hậu chết trong biển lửa hừng hực, Hề Mạnh Phủ chết trong vạn quân, đều là hình ảnh thu nhỏ của đế quốc ngàn năm sụp đổ. Hóa thành hư vô như vậy, cái gọi là anh hùng. Khương Vọng nâng bình rượu sừng hưu lên, nhẹ nhàng rót xuống trước cây hương tuyết quế, ta nên kính một chén. Chất lỏng màu hổ phách thấm vào đất, tỏa ra hương thơm thoang thoảng mãi không tiêu tan. Ngu Lễ Dương ánh mắt phức tạp, ngay cả Khương Võ An một trận phong hầu cũng sẵn sàng tôn trọng bọn họ. Ta nghĩ nếu bọn họ dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy an ủi. Khương Vọng thành khẩn nói, chiến công của ta là do may mắn, còn sự tích của bọn họ sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng mọi người. Ta nói sai rồi, nếu bọn họ dưới suối vàng có biết. Ngu Lễ Dương nghiêng người về phía trước, có chút ý vị thâm trường nói, nhất định sẽ nghĩ cách bò dậy giết người. Câu nói này thực sự có chút đáng sợ, đặc biệt là từ miệng một vị diễn đạo chân quân nói ra. Đặc biệt là, ngươi không biết đối phương có đang nói đùa hay không. Nhưng Khương Vọng chỉ rót đầy một chén rượu, nói, ta nhất định sẽ nghe ngóng rồi chuồn mất. Ngu Lễ Dương ngồi trở lại, bình tĩnh nói, tịch mịch lúc thuận cảnh còn khó chịu hơn cả lúc nghịch cảnh. Có thể trốn đi tu hành ngay lúc chạm tay có thể bỏng như vậy, Võ An Hầu không phải là điểm cuối cùng của ngươi. Tương lai còn rất đáng xem. Nếu Hạ Quốc còn tồn tại, ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót. Tạm thời xem như là đang khen ngợi ta đi. Khương Vọng cười khổ một tiếng, lại nói, thực ra phong hầu bái tướng là chuyện ta chưa từng nghĩ đến. Ngu Thượng Khanh nói tương lai, ta cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Ta chỉ cố gắng làm tốt những việc mình có thể làm, từng bước tiến về phía trước mà thôi. Ồ, phía trước của Võ An Hầu là ở đâu? Ngu Lễ Dương hỏi. Nơi rất xa. Khương Vọng dừng một chút, lại nói, có lẽ đã không còn xa nữa. Ngu Lễ Dương bèn không hỏi nữa. Chuyển sang chủ đề khác, ngươi giết Dịch Thắng Phong, Điền An Bình bước lui Nhậm Thu Ly, những người này đều xuất thân từ Nam Đấu Điện.
ngươi có biết vị Trường Sinh Quân kia cũng đã ra tay không? Khương Vọng cười khổ, đó không phải là cấp độ mà ta có thể chạm đến. Ngươi có biết người ngăn cản Trường Sinh Quân là ai không? Ngô Lễ Dương lại hỏi. Khương Vọng lắc đầu. Ngô Lễ Dương chậm rãi nói, Huyết Hà Chân Quân. Khương Vọng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Huyết Hà Tông chính là đại tông đương thời, nhiều năm trước tới nay luôn phụ trách trấn áp họa thủy. Bản thân mang ý, nghĩa khá là đặc thù. Việc Huyết Hà Chân Quân xuất hiện trên chiến trường Tề Hạ, chứng tỏ Tào Giai đã sớm có chuẩn bị đối với Trường Lạc Tuyệt Trận. Nói cách khác, công lao trấn áp họa thủy của Khương Vọng thực ra phải giảm giá trị một chút. Có hắn hay không, họa thủy cũng sẽ không thành vấn đề. Nếu công khai chuyện này ra, với quân công của Khương Vọng, vẫn có thể phong hầu, nhưng chắc chắn sẽ không có thực ấp 3.000 hộ. Nhưng Thiên Tử Đại Tề lại hoàn toàn bỏ qua những điều này, phong thưởng không hề giảm bớt, ân sủng quá dày. Vậy thì tại sao? Việc Huyết Hà Chân Quân ngăn cản Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện, tại sao hoàn toàn không được đề cập trong quân tình? Lại vì sao Ngô Lễ Dương lại nói ra chuyện này? Thậm chí, tại sao lại là Huyết Hà Chân Quân? Khương Vọng nhớ rằng, Huyết Hà Chân Quân trước đây từng cùng Trầm Đô Chân Quân, Nguy Tầm đồng hành, liên thủ với ba cường giả khác, vào Thương Hải chặt sừng Vạn Đồng Long mà về. Người này đã có quan hệ cá nhân với Nguy Tầm, lại nhúng tay vào chiến trường Tề Hạ, giúp Tề Quốc ngăn cản Trường Sinh Quân, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại là ông ta? Khương Vọng hỏi. Có lẽ ngươi nên đi hỏi Tào Giai, vì chính ta cũng không rõ. Ngô Lễ Dương thản nhiên nói, ta chỉ là cho ngươi biết những điều ngươi nên biết, để vị thiên kiêu đại tề như ngươi càng thêm trung thành, trả ân huệ của Tề Thiên Tử mà thôi. Khương Vọng mơ hồ cảm thấy trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật to lớn. Những gì liên quan đến bí mật chắc chắn không có gì tốt đẹp, thường thường là những điều mà thân thể nhỏ bé của hắn không thể gánh vác nổi. Trời cao có mắt, hôm nay hắn chỉ muốn uống rượu. Hắn bóc một trái thiết tương quả, ăn vào trong bụng. Sau đó mới nói, nếu ta nên biết, Tào Soái sẽ nói cho ta biết. Trường Lạc Tuyệt Trận 33 năm trước có lẽ có liên quan đến Huyết Hà Chân Quân. Ngô Lễ Dương quay đầu đi, nhìn cây hương tuyết quế xanh biếc bên cạnh bàn đá, giọng điệu tùy ý nói, khi nào ngươi biết chuyện ẩn bên trong, không ngại nói cho ta biết một tiếng, ta cũng rất tò mò. Chưa đợi Khương Vọng đáp lại, lão lại hỏi, lúc nở hoa, nơi này là cảnh tượng như thế nào? Như tuyết rơi, Khương Vọng nói. Ngô Lễ Dương bèn thở dài, hôm nay gặp gỡ vui vẻ, nên lấy hoa quế làm đồ nhắm rượu. Ống tay áo nhẹ nhàng phất lên, chỉ thấy cả cây màu xanh biếc kia bỗng chốc hóa thành màu tuyết. Cánh hoa trắng tinh bồng bềnh bay xuống, tựa như vũ nữ đang múa vậy. Nhất thời không phân biệt được là tuyết rơi hay hoa quế đang rơi. Một cánh hoa quế vừa vặn rơi vào bình sừng hươu. Tửu thủy màu hổ phách đựng tuyết đầu mùa. Ngô Lễ Dương nâng cốc rượu lên, khẽ ra hiệu. Khương Vọng bèn nâng chén cộng ẩm. Thật là một chân quân. Giơ tay nhấc chân thay đổi thời kỳ nở hoa, môi hồng răng trắng vẫn là thiếu niên năm nào. Ngô Lễ Dương lúc này mang theo nụ cười ngây thơ hiếm thấy, như sợ đánh thức giấc mộng của ai đó, nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Đẹp thì đẹp, thơm cũng rất thơm. Khương Vọng thành thật nói, nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy không thích hợp lắm. Ngô Lễ Dương có lẽ đã say, ngửa mặt nhìn hoa quế tựa như tuyết rơi xuống, lẩm bẩm, ta thường nghĩ, trên đời này có lực lượng vĩ đại nào đó, có thể thay đổi những điều này không? Lão thu hồi ánh mắt, nói với Khương Vọng, con người, thời cơ xuất hiện rất quan trọng. Sau đó phất tay áo, tiêu sái đứng dậy, tự mình đi ra khỏi sân. Chỉ nói một câu, rượu rất ngon, hẹn gặp lại. Trong sân rất lâu không có thanh âm vang lên. Võ An Hầu Đại Tề lặng lẽ ngồi trong tuyết bay. Tuyết là hình ảnh thuần khiết. Màu tuyết đôi khi cũng là một loại đau thương vô cùng triệt để. Khương Vọng ngày 24 tháng Giêng, cánh tay quấn vải trắng, đứng cùng một chỗ với Trọng Huyền Thắng. Sau lưng bọn họ là 767 sĩ tốt đắc thắng doanh. Mỗi người đều quấn vải trắng trên cánh tay trái. Trước mặt bọn họ là một ngôi mộ tập thể cao lớn, trên bia mộ khắc chữ, đắc thắng. Thân bia không có bất kỳ dòng chữ nào. Thực sự không có chữ nào có thể ghi lại mối duyên cùng sóng vai chiến đấu mấy chục ngày, liên chiến mấy nghìn dặm. Trên chiến trường Phạt Hạ, đắc thắng doanh đã trải qua một lần bổ sung. Lúc đó 547 người đã hy sinh, sau đó lựa chọn những người ưu tú từ liên quân các nước Đông Vực và quân Hạ đầu hàng để bổ sung. Sau khi đủ quân số, lại có mấy chục người hy sinh trong trận chiến ở hành lang dân Tây, ở Tăng Phủ.
chỉ còn lại 836 người. Trong 836 người này, lại có 69 người trọng thương không qua khỏi. Cho nên cuối cùng những người còn lại chính là 767 người này. Tương lai của bọn họ đương nhiên không có gì phải lo lắng, tài phú mà mỗi người cướp được trên chiến trường đều đủ để hưởng thụ cả đời. Còn gia đình của những người chết trận kia, Trọng Huyền Thắng đều đã liên lạc từng người một. Quân đội Tề Quốc đã liên lạc một lần, cấp trợ cấp và thăm hỏi tương ứng, Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng với danh nghĩa đắc thắng doanh lại thăm hỏi thêm một lần. Ngoài việc chia đều tài phú bọn hắn cướp được trên chiến trường Hạ Quốc, còn căn cứ vào tình hình khác nhau của từng gia đình, hoặc cho thân phận lương dân Đại Tề, hoặc cho cơ hội siêu phàm. Nhưng liệu những điều này có thể xoa dịu nỗi đau hay không? Không có câu trả lời. Sự tàn khốc của chiến tranh không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả hoàn toàn, đôi khi nó chỉ thể hiện ở đau thương trong lòng mọi người. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đứng trước ngôi mộ tập thể này, những việc nên làm đều đã làm xong, sau khi tế lễ sẽ không còn lời nào khác để nói. Ngày mai sẽ đến Tắc Hạ học cung sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Đúng vậy, Khương Vọng đáp, sau đó im lặng. Đây là nơi chôn cất tốt nhất có thể tìm thấy trên Cản Mã Sơn. Danh sĩ Hứa Phóng lận đận cả đời cũng được chôn ở đây. Gió thổi qua, cờ trắng vẫn bay, cỏ úa rụng rơi. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2015, đã từng niên thiếu xuân xa mỏng, 1. Ngày 24 tháng Giêng năm Nguyên Phượng thứ 57, ngày tốt để xuất hành, tế lễ, thu tài, cưới hỏi. Là ngày đại hôn của Bảo Trọng Thanh, con trai của Sóc Phương Bá và nữ nhi của quận thủ quận Thương Thuật, Mạc Ngọc Trì. Có thể nắm trong tay ba thành hoạt động kinh doanh xe ngựa của toàn bộ Tề Quốc, tài lực của Bảo gia đương nhiên không cần phải bàn cãi. Sinh ý làm ăn của Bảo thị tất nhiên không chỉ giới hạn vẻn vẹn ở nghề xe ngựa, mà là lấy nghề xe ngựa làm nền tảng, mở rộng sang các lĩnh vực khác, từ lâu đã bện nên một mạng lưới thương nghiệp dày đặc. Lấy một ví dụ rất đơn giản, mặc dù Trọng Huyền Thắng đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại sinh ý hoa kim vũ phượng tiên, muốn đưa loại hoa này đến sở quốc thì vẫn cần phải mượn con đường của Bảo gia. Bên trong các đại danh môn của Tề Quốc, nếu chỉ lấy tài lực mà nói, Bảo gia e rằng chỉ thua kém Yến thị bối quận. Bảo Trọng Thanh lấy vợ, đội xe chở sính lễ xếp hàng dài đến 10 dặm, đầu này không thể nhìn thấy đầu kia. Ở Quế Thành, nơi Mạc gia sinh sống đã từng gây ùn tắc giao thông. Tại Vương Đô Đại Tề, bên trong Lâm Truy Thành tấc đất tấc vàng cũng được trang hoàng lụa hồng rực rỡ ba con phố. Muốn bày tiệc cơ động đến 9 ngày, ngụ ý thiên trường địa cửu. Bảo thị một nhà ba bá tước, xét về quyền thế địa vị cũng là thế gia số 1 ở đế quốc Đại Tề. Sóc Phương Bá Bảo Dịch chính là thống soái cửu tốt, chân nhân đương thời, nắm giữ yên lôi của cửu tốt, là nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế quốc Đại Tề. Sương Hoa Bá Bảo Tông Lâm trước đó rất lâu đã thoái quan, bế quan tu luyện ở tộc địa Bảo Thị ở quận Ngân Kiều, một lòng xung kích cảnh giới động chân. Mà anh Dũng Bá Bảo Hành đến nay vẫn chinh chiến sau Vạn Yêu Chi Môn, trong tay cũng nắm giữ quân quyền. Đại hôn của con trai trưởng danh môn bậc này, cảnh tượng đương nhiên vô cùng long trọng. Thậm chí còn được một số người thích chuyện thị phi gọi là hỷ sự lớn nhất của Tề Quốc sau khi đại thắng Phạt Hạ. Những người có thể ngồi trong phủ Sóc Phương Bá vào ngày đại hôn này đều có thể coi là minh chứng cho thân phận địa vị. Tùy tiện ném một viên gạch vào trong, rất khó trúng quan viên dưới ngũ phẩm. Ngựa xe như nước, tụ tập đều là xe của quan lại. Đông như chảy hội, chen chúc toàn là quý nhân. Đại phu triều nghị Tống Giao cũng đích thân đến dự, viết lời chúc mừng cho tân lang, tân nương ở lúc cao trào nhất của tiệc cưới. Quận trưởng quận Thương Thuật, Mạc Tinh Dương chính là môn sinh của Tống Giao, nghe nói đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới thần lâm, có khả năng rất lớn sẽ tiến thêm một bước. Hôn sự của Bảo Trọng Thanh và Mạc Ngọc Chi cũng được coi là sự xích gần về chính trị giữa đại phu triều nghị Tống Giao và thống soái cửu tốt, Bảo Dịch, là tín hiệu những người cường đại liên thủ. Tề Quốc sau khi đại thắng Hạ Quốc lại có thêm quá nhiều lợi ích để phân chia. Đây cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ ở bên trong triều cục mênh mông cuồn cuộn. Tuy tiệc cơ động bên ngoài phủ Sóc Phương Bá vẫn tiếp tục, nhưng Bảo Trọng Thanh vào ngày thứ hai sau khi thành hôn lại tạm chia tay vợ mới cưới, bước vào Tắc Hạ học cung. Đây vốn là ban thưởng của thiên tử dành cho các công thần sau cuộc chiến Phạt Hạ kết thúc, cho những người trẻ tuổi cơ hội học tập tại Tắc Hạ học cung. Gã đương nhiên kế thừa di trạch của Bảo Bá Chiêu,
Mặc dù Bảo Bá chiêu binh bại bỏ mình bên ngoài Ngọ Dương Thành, nhưng công lao quét sạch các phủ phía đông trong giai đoạn đầu cũng sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn. Bảo Trọng Thanh ngày thứ hai sau khi kết hôn liền đi tu nghiệp, có thể thấy rõ gã siêng năng, nỗ lực đến mức nào, nhất thời truyền ra được mọi người đồng thanh ca tụng. Cùng đợt vào Tắc Hạ học cung với gã còn có đám người Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Lý Phượng Nghiêu, Yến Phủ, Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô, Văn Liên Mục, Tạ Bảo Thụ. Lệnh cấm mà Vương Di Ngô phải gánh chịu là không cho phép vào Lâm Truy. Nhưng Tắc Hạ học cung mở cửa ở ngoài Tắc Môn Lâm Truy lại không có vấn đề gì. Những người này đều có biểu hiện sáng chói trên chiến trường phạt hạ, chỉ có Tạ Bảo Thụ có chút không sánh bằng mà thôi. Nhưng nếu xét kỹ ra, tất cả công huân mà Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đạt được trên chiến trường phía đông đều phải quy vào Tạ Hoài An lãnh đạo. Mà bản thân lão với tư cách là chủ soái tuyến phía đông, chỉ huy chiến sự, tiên phong đánh tan phòng tuyến của quân hạ, giết chết Phụng Quốc công Chu Anh của đại hạ. Lại càng công phá Quý Ấp Thành, bắt sống thiên tử Hạ Quốc. Sau khi trở về Tề Quốc, ban thưởng lại rất ít, gần như chỉ là qua loa cho có lệ. Những thứ này tất nhiên đều được chuyển cho Tạ Bảo Thụ. Người Tề luận công từ trước đến nay công là công, tội là tội. Nhưng Tạ Hoài An với công lao lớn như vậy, muốn bảo đảm tương lai của Tạ Bảo Thụ, ngay cả thiên tử cũng không thể không cân nhắc. Trọng Huyền Thắng nói Tạ Bảo Thụ là cục cưng mà Tạ Hoài An coi như con ruột, quả thực cũng không sai. Đường Đường là chân nhân đương thời, đại phu triều nghị được ghi danh trong chính sự đường, cho Tạ Bảo Thụ đủ cơ hội trên chiến trường, mà sau khi chuyện phát sinh lại dốc hết sức lực và lỗi. Cho dù đối xử với con trai ruột, cũng không có mấy người làm được như vậy. Ngoài những người trẻ tuổi của Tề Quốc, lần này triều đình Tề Quốc còn mở ra một ít danh ngạch cho các nước đông vực. Như giản kiếp của Giặc Quốc vào học cung là nhờ công lao của Diêm Pha, Lâm Tiện của Dung Quốc vào học cung là do Âu Dương Vĩnh tử trận xa trường. Lý Thư Văn của Húc Quốc vào học cung là nhờ công huân của Tây Độ Phu Nhân, Cố Yên của Chiêu Quốc vào học cung là do quốc quân, đích thân đến triều bái thiên tử Đại Tề. Đây là lần Tắc Hạ học cung mở ra nhiều danh ngạch nhất trong những năm gần đây. Mỗi một danh ngạch vào học cung đều có thể tương đương với việc bỏ ra một lượng tài nguyên khổng lồ. Điều này cũng gián tiếp cho thấy thu hoạch to lớn của Tề Quốc trong cuộc chiến phạt hạ lần này. Tắc Hạ học cung nằm ngay bên ngoài Tắc Môn, nhưng rất nhiều người cả đời cũng chưa từng nhìn thấy phong cảnh bên trong học cung này. Nó thực tế quá quan trọng, gần như có thể nói là mạch máu của đế quốc Đại Tề. Lại quá thần bí, không dễ dàng để lộ chân dung cho người bên ngoài. Đi bộ hơn 10 dặm bên ngoài Tắc Môn là có thể nhìn thấy cổng chào. Cổng chào bằng đá cao lớn sừng sững ở đây đã trầm mặc nghìn năm. Không có nhiều hoa văn trang sức phức tạp, giản dị mà hùng vĩ, xuyên suốt thời gian. Bốn chữ Tắc Hạ học cung được khắc trên cổng chào là do Tề Võ Đế năm xưa đích thân viết. Không hề mang khí thế kim qua thiết mã, cũng không ẩn giấu lấy phong mang, ngược lại có một dáng vẻ tùy hứng tự nhiên, phóng khoáng tiêu sái. Chương 2016, đã từng niên thiếu xuân xa mỏng, 2. Chỉ xét riêng bức chữ này, nói là đế vương, là danh tướng, chi bằng nói là một vị danh sĩ cuồng sinh nào đó. Đối với vị nhân vật truyền kỳ này, Khương Vọng ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này hắn không kìm được đứng dưới cổng chào, ngắm nghía kỹ càng một bức chữ này. Lỗ Tương Khanh, vị giáo tập nổi tiếng nghiêm khắc vừa mới từ bên trong học cung đi ra, nhìn thấy cảnh này liền khép miệng lúc đầu vốn muốn cao giọng quát lớn lại lặng lẽ chờ đợi ở một bên. Mặc dù nói trong học cung luận về thầy trò, có tôn ti trật tự, nhưng Võ An Hầu không phải là còn chưa bước vào sao, hơn nữa nói như thế nào. Quả không hổ là hầu gia quân công trẻ tuổi nhất Đại Tề, không hổ là Võ An Hầu. Tôn kính võ đế biết bao, lại có ngộ tính cỡ nào, nhìn ánh mắt nghiêm túc, đường nét khuôn mặt góc cạnh đầy kiên định của hắn. Rõ ràng là hoàn toàn có thể cảm nhận được thần vận bốn chữ này của võ đế. Hiếm có, thật sự hiếm có. Người trẻ tuổi ưu tú như vậy, hiện thế đã rất ít gặp. Tính đặc thù của Tắc Hạ học cung hoàn toàn ngăn cách cảm giác của Khương Vọng. Đến nỗi hắn chậm mấy hơi thở mới phát hiện sự xuất hiện của vị giáo tập lớn tuổi này. Hắn vội vàng cúi người hành lễ, vị tiên sinh này, xin hỏi tôn tính đại danh. Vãn bối tên là Khương Vọng, phụng mệnh thiên tử, chuyên đến học cung, lễ phép biết bao. Lỗ Tương Khanh rất hài lòng, trên khuôn mặt cứng nhắc thường ngày cũng cố nặn ra nụ cười. Lão hủ họ Lỗ, là người do nhị ở quận Nhạc An, năm Nguyên Phượng thứ 19 trị lý quận Thương có công, thành tựu Kim Khu Ngọc Tủy.
sau đó vào thuật viện, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp đạo thuật cho đất nước. Hổ Nhạc Khiếu Hải chính là do lão Hủ nghiên cứu ra năm đó, đến nay quận binh quận thương vẫn còn sử dụng. Năm Nguyên Phượng thứ 37 vào Tắc Hạ học cung, đảm, nhiệm chức giáo tập đến nay, chớp mắt đã 20 năm trôi qua rồi. Nói ra thì Dưỡng Tâm cung chủ, Trường Sinh cung chủ, ta đều từng dạy qua. Lão vốn còn muốn kể thêm một đoạn về sự tích của mình trên chiến trường năm đó, nhưng nghĩ đến chiến công của vị hầu gia trẻ tuổi trước mặt, cuối cùng đành tiếc nuối bỏ qua. Lỗ tiên sinh, Khương Vọng nổi lòng tôn kính, Khương Vọng đến muộn, làm phiền ngài chờ lâu, thật sự không nên. Ha ha ha, không nói những chuyện này. Lỗ Tương Khanh liếc nhìn ra hỏa xấu xí ở bên cạnh Khương Vọng, cười nói, để bộ hạ của ngươi trở về đi, ta dẫn ngươi vào học cung. Ách, đây là thư đồng của vãn bối. Khương Vọng giải thích, nền tảng tu hành của vãn bối vốn không vững chắc, bệ hạ đặc cách cho phép vãn bối mang theo một thư đồng đọc sách vào học cung. Đây thực ra là thiên tử cho hắn một danh ngạch che chở vào học cung, coi như là ưu đãi cho tân võ An Hầu, cho nên hắn mang theo. Liêm Tước. Lỗ Tương Khanh đầu tiên là chỉ liếc nhìn, thấy đối phương quá xấu xí, cho rằng hẳn là bộ hạ cũ của võ An Hầu trên chiến trường. Lúc này nhìn kỹ, còn không bằng không liếc nhìn. Lão không giấu được vẻ kinh ngạc, thư đồng lớn tuổi như vậy. Lão vốn cũng không có ác ý. Ý của vị lão nhân này là võ An Hầu ngươi cho dù có thể che chở một người, cũng nên tìm một người trẻ tuổi, có tiền đồ, như vậy mới xứng với sự quý giá của danh ngạch vào Tắc Hạ học cung này chứ. Liêm Tước im lặng hồi lâu, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất giọng nói, tiên sinh, vãn bối bằng tuổi với Khương Vọng. À, vậy thì, đi thôi. Lỗ Tương Khanh tùy ý kết một ấn, liền thấy phía sau cổng trào bằng đá cao lớn dần dần hiện ra một con đường lát đá xanh, uốn lượn về phía chỗ sâu mây mù. Giữa mây mù lượn lờ là những cung điện lầu các ẩn hiện, quả thực tựa như tiên cảnh. Vị giáo tập có tuổi của Tắc Hạ học cung này vừa ở phía trước dẫn đường, vừa như không có chuyện gì giải thích với Khương Vọng. Ra vào Tắc Hạ học cung cần có một bộ ấn pháp chuyên dụng, mỗi ngày đều khác nhau. Hôm nay là Ất Ngọ ấn. Với cảnh giới huyền diệu của Khương Vọng hiện tại, sau khi bước lên con đường đá xanh, hắn gần như lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Tất cả tu sĩ đều rất rõ ràng, đạo nguyên ra đời là sự dung hợp hoàn mỹ của ý và lực, là phản ứng chân thực nhất của vạn vật có linh đối với bản nguyên thiên địa, gọi là đại đạo ban sơ. Mà ngoài loại khái niệm trừu tượng này, quá trình sinh ra cụ thể hơn, có thể miêu tả như sau, cái gọi là đạo nguyên là dưới sự thống hợp của ý chí người tu hành. Dung hợp quán thông khí huyết và nguyên lực thiên địa ở bên trong nhục thân của người tu hành, trải qua quá trình tinh luyện hoàn thành đạo toàn và đạo mạch chân linh. Thiên địa nguyên lực bên trong là cơ sở để đạo nguyên ra đời, bên ngoài là bảo đảm cho uy lực của đạo pháp. Trong hoàn cảnh bình thường, nó gần như tồn tại giống như không khí, có ở khắp mọi nơi nhưng lại mỏng manh đến mức gần như không thể thật sự cảm nhận được. Hầu như tất cả thế lực cường đại đều sẽ dùng trận pháp tụ tập thiên địa nguyên lực, khiến nó trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng thiên địa nguyên lực đậm đặc nhất mà Khương Vọng từng cảm nhận được cũng không giống như lúc này, gần như là dòng nước chảy, tùy ý cọ rửa thân thể. Hoàn toàn không cần phải phân tâm rút ra, hít vào thở ra chính là thiên địa nguyên lực nồng đậm. Đương nhiên bản thân tu sĩ mới là gốc rễ, thiên địa nguyên lực dù có nồng đậm đến đâu cũng không thể tạo ra đột phá bên trên cảnh giới tu hành. Chỉ là nó có thể đẩy nhanh tốc độ ngưng tụ đạo nguyên, có tác dụng khá lớn ở du mạch cảnh và chu thiên cảnh. Điều thực sự khiến Khương Vọng động dung là sau khi bước vào Tắc Hạ học cung, hắn lập tức sinh ra một loại cảm thụ, hắn dường như tiến gần hơn đến chân tướng của thế giới. Nếu nói bên ngoài Tắc Hạ học cung, hắn và chân tướng của thiên địa cách nhau một mảnh biển, thì bây giờ chỉ cách nhau một dòng sông mà thôi. Mặc dù vẫn còn rất xa, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn thấy phong cảnh bờ bên kia. Với tu vi hiện tại của hắn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ảo giác. Nói cách khác, tu hành trong Tắc Hạ học cung có trợ giúp cho việc lĩnh ngộ động chân. Đây là điều kinh người cỡ nào? Tâm thần Khương Vọng nhất thời phiêu hốt, đã bay vào bên trong nhận thức huyền diệu khó tả kia. Lỗ Tương Khanh cực kỳ hâm mộ liếc mắt nhìn qua, đưa thủ thế ra hiệu cho Liêm Tước im lặng. Bỏ qua học thuật đạo thống không nói, bản thân Tắc Hạ học cung cũng là phúc địa tuyệt vời để tu luyện. Nguyên khí nồng đậm thì không cần phải nói. Lại còn có quốc vận đại tề bốc lên nơi đây, khiến cho những tu sĩ chưa có đủ thành tựu trên quan đạo cũng có thể hưởng thụ sự tiện lợi của quan đạo, tu hành làm ít mà công to. Quan trọng nhất,
là nơi này gần sát với bản nguyên hiện thế, khiến người ta có thể dễ dàng nhìn thấy bản chất của thế giới hơn. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2017, đã từng niên thiếu xuân sa mỏng, 3. Bản thân thiên địa có thể coi là một bức tường, đại đạo giống như phong cảnh bên ngoài bức tường. Nơi bảo địa như Tắc Hạ Học Cung lại giống như cửa sổ trên tường. Cửa sổ dù sao cũng có kích thước giới hạn, không thể chứa nhiều người cùng nhìn lén ra bên ngoài. Thậm chí việc đóng mở cửa sổ này vốn sẽ làm giảm tuổi thọ của cửa sổ. Sau khi sử dụng cũng cần có thời gian để khôi phục. Vì vậy danh ngạch trong Tắc Hạ Học Cung từ trước đến nay luôn có hạn, vô cùng quý giá. Đặc biệt là đối với những tu sĩ thần lâm chỉ cần nhón chân là có tư cách nhìn thấy bản chất thiên địa thì lại càng như vậy. Những giáo tập thường xuyên giảng dạy trong Tắc Hạ Học Cung như bọn họ, thực ra cảm giác đối với thiên địa đều bị che đậy. Chỉ có khi cống hiến cho học cung đạt đến một mức độ nhất định, có thể đổi lấy thời gian tự do, mới có thể thoải mái cảm nhận mảnh thiên địa nơi đây. Một năm cần cù vất vả, cũng chỉ có thể đổi lấy một hai canh giờ. Nhưng cũng chỉ như vậy đã đủ khiến người ta chạy theo như vịt. Không biết có bao nhiêu người muốn vào Tắc Hạ Học Cung, vậy mà chen đến vỡ đầu cũng không vào được. Lão ban đầu cũng là nhờ lập đủ công lao ở thuật viện mới có tư cách đến Tắc Hạ Học Cung giảng dạy. Toàn bộ người tu hành đông vực, ai mà không muốn tu nghiệp ở Tắc Hạ Học Cung. Nơi đây cường giả nhiều như mây, trăm nhà đua tiếng, lại có môi trường tu hành tuyệt hảo. Giáo tập của Tắc Hạ Học Cung chia làm hai loại. Một loại là giáo tập thường trực như Lỗ Tương Khanh, vừa có quyền vừa có trách nhiệm, một mặt dạy bảo học sinh, một mặt cũng là vì tu hành của bản thân. Còn một loại là tu sĩ của các tông môn lớn nhỏ, cần phải đến học cung giảng dạy định kỳ, cũng gọi là giáo tập, nhưng bản chất là một loại lao dịch. Có trách nhiệm mà không có quyền hành, chủ yếu là để làm phong phú kiến thức tu hành trong Tắc Hạ Học Cung. Mà những người được thiên tử đặc cách cho phép vào học cung như Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, việc tu hành của bọn họ trong học cung sẽ hoàn toàn không bị hạn chế. Gần như là trên cửa sổ quan sát bản chất thiên địa kia đã được phân bổ hai khối ngắm cảnh cố định. Lỗ Tương Khanh hâm mộ, vừa là vì Khương Vọng có thể không bị hạn chế mượn nhờ Tắc Hạ Học Cung để cảm nhận bản chất thiên địa. Cũng là vì hắn có cảm giác nhạy bén như vậy đối với sự biến hóa của thiên địa, vừa vào Tắc Hạ Học Cung đã có thể cảm nhận được chỗ mấu chốt. Lão thành tựu thần lâm đã 28 năm, quá rõ khoảng cách từ thần lâm đến động chân xa xôi đến mức nào. Cũng quá rõ sự nhạy bén này có ý nghĩa gì. Một mực chờ cho đến khi Khương Vọng tự mình thoát ra khỏi thế giới cảm giác huyền diệu kia, Lỗ Tương Khanh mới lên tiếng, Võ An Hầu đã chọn khóa học chưa? Hay là tự mình tu hành, chỉ thỉnh thoảng tìm người giải hoặc? Lão bước đi chậm rãi, có chút tự đắc, lão phu bên trên học thuyết nho gia cũng coi như có chút tâm đắc. Nghiên cứu đối với đạo thuật cũng chưa từng bỏ bê. Đã ở trong học cung, vãn bối là học sinh, tiên sinh cứ gọi thẳng tên là được. Khương Vọng nói trước một câu như vậy, sau đó mới nói, binh pháp, mặc gia, Phật giáo, đạo giáo, nho gia, học thuyết của mấy nhà nổi tiếng này, vãn bối nghĩ tìm hiểu trước một chút. Khóa học đạo thuật cũng muốn học, rất mong tiên sinh có thể chỉ giáo thêm cho. Binh gia, pháp gia, nho gia, đạo gia, mặc gia, danh gia, nông gia, thương gia. Hầu như tất cả các trường phái tu hành nổi tiếng hiện thế đều có khóa học tương ứng trong Tắc Hạ Học Cung. Ngay cả Thích gia gần như biến mất ở Tề Quốc, ở đây vẫn có vị trí của riêng mình. Nơi này chỉ hỏi về tu hành, không hỏi về những thứ khác. Quá nhiều người khám phá, ở đây va chạm tư tưởng. Sự phồn thịnh của trăm nhà đua tiếng đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho Tề Quốc. Bản thân Tắc Hạ Học Cung cũng là chỗ dựa vững chắc của thuật viện Đại Tề. Nói nó là nơi trọng yếu của đế quốc Đại Tề cũng không ngoa, không trách được tiền tướng Yến Bình lúc còn tại vị. Trong các dịp công khai đã nhiều lần nhấn mạnh, nói rằng Tắc Hạ Học Cung có trọng trách xã tắc. Ha ha ha, được, được. Lỗ Tương Khanh vuốt râu cười, nghĩ một chút, lại nói với Liêm Tước, đến lúc đó ngươi cũng phải nhớ kỹ nhé. Liêm Tước cười một tiếng vô cùng sán lạn. Lỗ Tương Khanh vội vàng rời ánh mắt trở lại khuôn mặt Khương Vọng, ta không tiễn nữa. Đi hết con đường này chính là Minh Tâm Xá, tự nhiên sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Nhớ kỹ thời gian lên lớp, đến muộn sẽ không có ai đợi các ngươi đâu. Làm phiền tiên sinh rồi. Khương Vọng dừng lại hành lễ, tiên sinh xin dừng bước. Lỗ Tương Khanh khoát tay,
liền tự mình rời đi. Lão đường đường là tu sĩ thần lâm, giáo tập thường trực của Tắc Hạ Học Cung. Hôm nay luân phiên trực canh cổng, cũng không thể trì hoãn quá lâu. Mãi cho đến khi Lỗ Tương Khanh đi xa, Khương Vọng mới cùng Liêm Tước tiếp tục đi về phía Minh Tâm Xá ẩn sâu trong tầng mây. Bước trên bậc thềm đá dài, hắn không nhịn được hỏi, sao ngươi lại cười vui vẻ như vậy? Khuôn mặt xấu xí của Liêm Tước cười vô cùng thoải mái, thấy ngươi phong quang như vậy, ta cũng cảm thấy vinh dự. Bên trong và bên ngoài Tắc Hạ Học Cung gần như là hai thế giới. Giáo tập thường trực trong Tắc Hạ Học Cung căn bản không cần quan tâm đến đấu đá quyền lực bên ngoài. Cho nên giáo tập nơi đây vốn là nghiêm khắc có tiếng. Từ trước đến nay, không ít quý tử danh môn đã từng nếm qua giáo huấn ở đây. Nhưng thái độ của Lỗ Tương Khanh đối với vị võ an hầu này lại thật sự rất ôn hòa. Khương Vọng cười nói, thế này sao có thể coi là phong quang gì chứ, Lỗ tiên sinh chỉ là sốt ruột yêu tài mà thôi. Đang nói chuyện, tầng mây tản ra, từng tòa ốc xá ẩn hiện giữa núi xanh nước biếc, liền lấy một loại tư thái khiến người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu hiện ra trong tầm mắt. Giống như đưa người ta vào trong bức tranh thủy mặc, lại giống như phong cảnh trong tranh, hiện thực hóa từng chút một. Cái gọi là minh tâm xá, minh tâm kiến tính, sau đó mới có thể an định. Khương đại nhân, một giọng nói có chút vui mừng vang lên. Thiên kiêu Dung Quốc, Lâm Tiện tay cầm đao bổ củi, từ một tảng đá xanh nhảy xuống, có lẽ vừa mới luyện đao xong. Trên người có một luồng khí thế lăng lệ sắc bén không tan, nhưng hết lần này đến lần khác biểu cảm trên mặt y lại là phấn khích và thân thiết, ngài quả nhiên đến rồi. Gặp Lâm Tiện vào lúc này, Khương Vọng cũng có chút vui mừng, Lâm huynh đệ đang đợi ta sao? Nghe nói hôm nay ngài sẽ đến, hắn đã bắt đầu đợi từ sáng rồi. Phía sau tảng đá xanh kia có một bàn tay lười biếng giơ lên. Thiên kiêu Giặc Quốc, Lận Kiếp khẽ chống tay, liền dùng một động tác xoay người đẹp mắt, đáp xuống trước mặt Khương Vọng. Quỳ một chân xuống đất, thuận thế chào theo kiểu quân đội, cười toe toét, đương nhiên, mặt tướng đã ngủ ở đây từ tối qua rồi. Chương 2018, Quế Đài ở chỗ cao, thềm đá 900 bậc, 1. Trong cuộc chiến phạt hạ, Lận Kiếp cũng ở chiến trường phía đông. Tuy nhiên theo nguyên tắc không bỏ trứng vào cùng một sỏ, gã từ đầu đến cuối vẫn luôn chiến đấu trong quân đội chủ lực của chủ soái phía đông Tạ Hoài An. Còn tướng lĩnh Giặc Quốc dẫn quân độc lập tác chiến bên ngoài là đại tướng Diêm Pha. Cũng giống như Lâm Tiện không ở cùng Âu Dương Vĩnh. Những tiểu quốc như vậy không thể chịu được rủi ro quốc trụ và thiên kiêu cùng hy sinh trong chiến tranh. Đối mặt với võ an hầu giết ra danh tiếng từ chiến trường phía đông, câu mạt tướng của Lận Kiếp cũng coi như thích hợp, mặc dù bọn họ chưa từng kề vai chiến đấu. Khương Vọng dù không nể mặt Lận Kiếp thì cũng phải nể mặt Diêm Pha. Mà cho dù không nể mặt Diêm Pha, cũng phải nể mặt hai vò rượu Lộc Minh kia. Cho nên nghe vậy hắn chỉ cười ha ha một tiếng, sau này đều là đồng môn, học hỏi lẫn nhau mới là quan trọng. Hai vị, phiền hai người dẫn đường cho kẻ đến sau này, để ta xem mình nên ở đâu. Đám người Yến Phủ, Lý Long Xuyên, đã vào học cung từ mấy hôm trước, đã học được mấy ngày rồi. Trọng Huyền Thắng thì đến hôm qua mới xử lý xong hậu sự của Đắc Thắng Doanh, sau đó sáng sớm hôm nay bị Bác Vọng Hầu gọi đến phủ, không biết thế nào lại cùng Trọng Huyền Tuân một chỗ tiến vào học cung. Khương Vọng cố ý đợi Liêm Tước từ Nam Diêu Thành đến, cho nên mới muộn như vậy, hiện tại đã gần hoàng hôn. Diện tích của Tắc Hạ học cung đã vượt xa so với tiêu ký của nó ở trên bản đồ. Chỉ riêng những gì Khương Vọng nhìn thấy trên đường đi cũng không nhỏ hơn một tòa thành, mà đây còn lâu mới đến điểm cuối. Minh Tâm Xá là một quần thể kiến trúc rải rác giữa núi xanh nước biếc, phòng ốc đều là nhà gỗ đơn giản, mộc mạc, phong cách rất thống nhất. Cũng không thể nói là điều kiện sống như thế nào, Khương Vọng và Liêm Tước tùy ý chọn hai căn phòng cạnh nhau, liền ở lại bên trong đó. Nhà gỗ nằm bên cạnh dòng suối uốn lượn, nước trong vỗ vào đá trắng, phát ra âm thanh du dương. Lâm Tiện và Lận Kiếp cũng không bám lấy Khương Vọng không thả, sau khi truyền đạt tâm ý của mình liền tự động rời đi. Chờ Khương Vọng chọn xong phòng ở, bọn họ cũng tự đi học. Dù sao cũng là thiên kiêu của một nước, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ cái gì là căn bản. Nói là đợi Khương Vọng, nhưng cũng sẽ không làm lỡ việc tu hành của mình. Trước khi đến đón Khương Vọng, Lâm Tiện vẫn đang luyện đao đấy. Khương Vọng và Liêm Tước lúc này mới vào học cung, chuyện lên lớp đương nhiên phải đợi đến ngày hôm sau. Ngày thường mỗi người đều bận rộn chuyện riêng mình, cũng hiếm khi có thời gian ngồi cùng nhau trò chuyện. Ừ, khi ngươi trả lại mệnh bài, trong khoảng thời gian này ta tu hành vô cùng thuận lợi,
Bên bờ suối, hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là một lò lửa nhỏ tinh xảo, trên lò có một bình rượu. Giữa những ngọn lửa nhảy múa, Liêm Tước cười nói, sắp sửa gõ cửa phủ thứ năm rồi, hơn nữa ta dự cảm sẽ thu hoạch được hạt giống thần thông. Ban đầu ở thiên phủ bí cảnh, Liêm Tước không vào được thông thiên tháp thành công. Gã và thập tứ cũng là hai người duy nhất trong thiên phủ bí cảnh lần đó không khóa chặt được hạt giống thần thông, nhưng lại có thể sống sót trở ra. Nói ra thì, gã còn đẩy cửa thiên địa, thành tựu đằng long cảnh trước Khương Vọng một bước, lúc đó còn một lòng muốn để Khương Vọng nếm thử đằng long thiết quyền. Thế nhưng hiện tại, Khương Vọng đã thành tựu thần lâm, vậy mà gã vẫn còn mài giũa ở nội phủ cảnh. Hơn nữa từ nội phủ thứ nhất đến nội phủ thứ tư đều không hái được thần thông. Nhưng gã vẫn luôn luôn không nản lòng, âm thầm từng bước tiến về phía trước, chuyên tâm mài giũa đạo thuật của từng phủ, tập trung nghiên cứu thuật luyện khí. Gã biết rõ không phải ai cũng có thiên phú như Khương Vọng. Nếu không tại sao lại gọi là thiên kiêu, tại sao lại gọi là tuyệt thế? Gã càng biết rõ, ngoài thiên phú và cơ duyên, cũng không phải ai đều có thể nỗ lực như Khương Vọng. Gã khi luyện khí say mê như ma quỷ, toàn tâm toàn ý dồn vào việc luyện chế. Khương Vọng đối với tu hành cũng luôn như vậy, tự giác đến mức gần như tự ngược đãi bản thân. Sống giữa hồng trần, vạn sự quấn thân, ai có thể cả ngày lẫn đêm, trước sau như một. Cùng đồng hành với thiên kiêu, nhìn đối phương một mình bỏ xa, quá dễ khiến người ta nản lòng. Nhưng Liêm Tước lại rất thản nhiên. Trên con đường nhân sinh của mình, gã cũng chưa từng dừng lại. Chính gã cũng đang từng bước thực hiện mục tiêu nhân sinh của bản thân mình. Lúc mới quen Khương Vọng, gã còn là một người tính cách vô cùng nóng nảy, thậm chí có thể gọi là dữ tợn. Không bao giờ chịu nhục, có thể lấy cái chết để chứng minh. Từ khi bị gia lão Liêm Thị làm tổn thương, quyết tâm gánh vác tương lai của Liêm Thị, gã trong một đêm liền trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Khương Vọng cũng lấy làm mừng cho gã, ta chưa từng nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng sau khi hái được thần thông, cơ hội thành tựu thần lâm sẽ lớn hơn một chút. Ngươi nhất định không được vội vàng, phải hái thần thông ở trạng thái hoàn hảo nhất, từ đó đạt được kết quả càng phù hợp hơn. Lời khuyên của Võ An Hầu, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Liêm Tước cười ha ha, lại nói, trước đây rất nhiều ý tưởng luyện khí đều bị cản trở vì tu vi mà không thực hiện được. Chờ ta thần lâm rồi, lại giúp ngươi luyện chế trường tương tư. Trong vỏ kiếm thần long mộc, trường tương tư đột nhiên kêu lên một tiếng. Ha 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 ha. Khương Vọng cười lớn, xem ra nó không đồng ý. Đối với vị luyện kiếm sư Liêm Tước này, trường tương tư cũng rất thân thiết. Liêm Tước cảm khái, danh và khí đều nằm trong tay người. Danh khí thiên hạ vào khoảnh khắc ra lò cũng chỉ là vật chết. Duy chỉ có trong tay người chấp khí, ngày đêm ôn dưỡng, vượt mọi chông gai mới có thể từng bước một trưởng thành. Uống máu cường giả, được thiên hạ biết đến, nó thực sự không cần phải tinh luyện nữa. Hôm nay ngươi danh tiếng vang xa, thanh trường tương tư này cũng nên có vị trí trên danh khí phổ. Vì lý do mà mọi người cũng đều biết, độ tin cậy của danh khí phổ các nước đều có vấn đề. Nhưng không thể ngăn cản việc luôn có người bàn luận say sưa, luôn có người một lòng theo đuổi. Cái gọi là danh, cái gọi là khí, ai có thể ngoại lệ được. Khương Vọng nói đến chuyện mệnh bài, ta cũng trong lúc hàng phục họa thủy, mới thông qua mệnh bài của ngươi biết được Liêm Thị Đại Yến từng có lịch sử huy hoàng như vậy. Thiên tử phong ly đàm cho ta, chắc hẳn cũng đã ký thác kỳ vọng vào ngươi. Yến quốc đã diệt vong không biết bao nhiêu năm rồi, làm gì còn Liêm Thị Đại Yến. Liêm Thị bây giờ nhà nhỏ nghiệp nhỏ, cho dù có trách nhiệm gì, cũng sẽ đảm đương không nổi. Liêm Tước rất tỉnh táo nói, chờ lần học tập bồi dưỡng này kết thúc, ta đến ly đàm nhìn kỹ rồi hãng nói. Khương Vọng nhìn gã, cảm thán, bây giờ ngươi thật sự có dáng vẻ của người đứng đầu một tộc rồi. Liêm Tước nở nụ cười ha ha, bộ dáng ngươi bình phẩm nhân vật thiên hạ như vậy, cũng thật sự rất giống một vị hầu gia. Hai người cứ như vậy trò chuyện, nghe tiếng nước chảy róc rách, chim hót trong núi, chậm rãi uống cạn một bình rượu. Thật là thoải mái. Tắc Hạ học cung không chỉ là một chỗ học xá, Trọng Huyền Thắng vào học cung từ sáng, đồng thời cũng không ở Minh Tâm xá. Đám người Lý Long Xuyên vào trước thì ở nơi xa hơn, Khương Vọng cũng vui vẻ khi được yên tĩnh tu luyện. Cho đến ngày thứ hai, còn đang là giờ Mão, Khương Vọng liền thản nhiên ra khỏi cửa. Thị Khôi canh giữ bên ngoài cửa đúng lúc đưa cho hắn một tờ chỉ dư, hôm nay những tiên sinh nào giảng bài, là khóa học gì, địa điểm cụ thể ở đâu, đều được ghi chú chi tiết trên đó. Chỉ cần đi theo hướng dẫn là được,
So với loại chỉ dư tinh xảo được sử dụng trên chiến trường mê giới, đây rõ ràng là phiên bản rút gọn, nhưng cũng đủ để sử dụng trong Tác Hạ Học Cung. Mà cái gọi là thị khôi, chính là người hầu khôi lỗi. Trong Tác Hạ Học Cung cũng không có người hầu, mọi việc vật vãnh đều do khôi lỗi đảm nhận. Nói về thuật cơ quan khôi lỗi, Mạc Gia đương nhiên là đứng đầu thiên hạ. Nhưng các cường quốc ở hiện thế cũng không ai nói từ bỏ việc khám phá. Giống như chiến xa Nhung Sung Đại Hiển Thần Uy bên trên chiến trường Tề Hạ, chính là sản phẩm tỉ mỉ do Đại sư Tề Quốc dày công thiết kế. Trong Tác Hạ Học Cung này có không ít tu sĩ tinh thông thuật cơ quan khôi lỗi. Thị khôi cũng vô cùng sinh động, thể hiện rõ tác dụng của bản thân mình. Liêm Tước đã sớm chạy đến lớp học từ một canh giờ trước. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2019, Quế Đài ở chỗ cao, thêm đá 900 bậc, 2. Còn lớp học mà Khương Vọng hôm nay muốn đến nghe giảng là của một tu sĩ đạo gia họ Tần, địa điểm ở Quế Đài. Hắn lần theo chỉ dư, di chuyển trong Tác Hạ Học Cung vô cùng rộng lớn. Khương Vọng càng cảm thấy, đây nào là một tòa học cung, nào chỉ là một quần thể cung điện. Đình đài lầu các, núi non sông nước, mây mù hoa chim gió trăng, ngọn núi này nhìn thấy ngọn núi kia xa xa, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, quả thực giống như một thế giới rộng lớn. Đi qua đường núi hiểm trở, qua thủy tạ, bước lên núi xanh. Quế Đài ở chỗ cao, thêm đá 900 bậc. Ánh bình minh chiếu rọi ngọc lâu, mây mù quấn quanh thang trời. Bước lên bậc thang đá lơ lửng trên trời, đi thẳng tới chỗ sâu trong mây mù, cuối cùng cũng đến một tòa bệ đá mang hơi thở cổ xưa. Đài đá này treo lơ lửng trên trời cao, chỉ nối với mặt đất bằng bậc thang đá lơ lửng. Toàn bộ đài đá là một bát quái cực lớn, tàn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, tám quẻ tượng được thể hiện bằng những phiến đá dựng đứng. Trên mỗi một phiến đá đều được tuyên khắc một số điển tịch đạo gia. Âm Dương Ngư ở chính giữa do những phiến đá này bao quanh mới là quảng trường giảng bài. Ở vị trí càn có một bục giảng đơn độc, trên bục chỉ có một tấm bồ đoàn, một chiếc bàn đá mà thôi. Đối diện bục giảng là nơi học viên ngồi nghe giảng, có mấy hàng bồ đoàn được xếp ngay ngắn. Lúc này đang có ánh sáng rực rỡ từ trên tầng mây chiếu xuống, toàn bộ đài đá được tắm mình trong màu vàng óng. Kinh văn trên những phiến đá dựng đứng kia như đang miêu tả lịch sử. Cảnh tượng này đương nhiên có thể coi là tráng lệ, nhưng điều khiến Khương Vọng kinh ngạc hơn là quá đông người, người quen càng nhiều. Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Bảo Trọng Thanh, Văn Liên Mục, Tạ Bảo Thụ, Lận Kiếp, Lâm Tiện, Lý Thư Văn, Cố Yên. Hơn phân nửa số người trong đợt vào Tác Hạ Học Cung này đã đến. Học sinh Tác Hạ Học Cung cũng chia làm hai loại. Một loại là những người như Trọng Huyền Thắng, nhờ công lao mà được khen thưởng, tiến vào đây tu hành. Chỉ cần hưởng thụ việc tu hành, không có bất kỳ điều kiện nào. Còn một loại là được Tác Hạ Học Cung bồi dưỡng từ nhỏ, sau khi tu hành có thành tựu, phải bán mạng vô điều kiện cho triều đình Tề Quốc. Hầu hết đều xuất thân là trẻ mồ côi, thời gian bán mạng sau khi học thành thường là 30 năm trở lên, phần lớn là đến thuật viện, phường chế khí, phường ngự thú, cũng không ít người trực tiếp nhập ngũ. Những học sinh này rốt cuộc có bao nhiêu đã thuộc về bí mật quốc gia, không có con số chính xác nào bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng tóm lại những người có thể đến Quế Đài nghe giảng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì đây là khóa học tương đối cao cấp, giáo tập giảng dạy có cảnh giới thần lâm. Mà Khương Vọng liếc mắt một cái, ước chừng có gần 30 người ở đây, chen chúc kín mít trung tâm đài đá. Khiến cho hàng ghế đầu đã không còn chỗ, chỉ có thể nhìn thấy những khuôn mặt khao khát tri thức. Vị Tần tiên sinh này lợi hại như vậy sao? Giảng bài lại được hoan nghênh đến thế. Khương Vọng đi qua những phiến đá kia, bước vào quảng trường Âm Dương Ngư này. Vừa nhìn thấy Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng liền nháy mắt ra hiệu, Vọng ca nhi có gu thẩm mỹ thật. Lận Kiếp ngồi ở giữa hàng thứ tư đã lập tức đứng dậy, ra sức vẫy tay, Khương huynh, ngồi chỗ này. Ta đã giữ chỗ tốt cho ngươi rồi. Lâm Tiện cách đó không xa nhấc nửa cái mông lên, lại ngồi xuống. Đa tạ, đa tạ. Khương Vọng vừa cười vừa nói cảm ơn, vừa chỉ về phía Trọng Huyền Thắng, ta chen chúc với bằng hữu một chút là được. Trọng Huyền Thắng đã bắt đầu nói lời kỳ quái, búng ngón tay gõ gõ vào chỗ bên cạnh. Có biết nhìn không? Còn không mau nhường chỗ cho Võ An Hầu. Gã búng vào mặt đất trước mặt Yến Phủ.
Yến công tử cũng không nói nhảm, chỉ lấy ra một túi nguyên thạch, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Được rồi, Trọng Huyền Thắng cầm lấy túi nguyên thạch này, vô cùng nhanh nhẹn bò dậy, nhường chỗ cho Khương Vọng. Đồng thời rất tự nhiên chen về phía sau, nào các huynh đệ, chen chúc một chút. Cũng không quan tâm có quen biết người ta hay không. Cũng không quan tâm có còn chỗ thừa để chen chúc. Lý Long Xuyên liên tục lắc đầu, dù sao cũng là con cháu danh môn, hôm nay vì chút nguyên thạch này liền cúi đầu khom lưng. Tôn nghiêm ở đâu? Vinh dự ở đâu? Y quay đầu nhìn Yến phủ, nguyên thạch ở đâu? Chỗ của ta cũng có thể nhường, Yến hiền huynh. Khương Vọng có chút buồn cười đi vào trong. Trọng Huyền Thắng vốn đã chiếm hai chỗ bồ đoàn, chính gã ngồi còn thấy chật, Khương Vọng ngồi xuống lại rất rộng rãi, thậm chí có thể duỗi tay duỗi chân. Sao các ngươi đột nhiên đều có hứng thú đến đạo học vậy? Khương Vọng kỳ quái hỏi thăm, bình thường cũng không thấy ai trong số các ngươi thích cái này mà. Ngươi không hiểu. Trọng Huyền Thắng chen chúc đến mức người khác dám giận mà không dám nói gì, thò đầu ra xen vào một câu, môn học này quá lớn. Lớn, Lý Long Xuyên cũng nói, đạo thuật kia thật sự rất trắng. Trắng, Khương Vọng càng nghe càng hồ đồ. Vẫn là Yến huynh tương đối bình thường, Vân Đạm Phong khinh nói, ta thích loại cảm giác mặc dù lên xuống chập trùng không ngừng, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Không nhô lên, không dư thừa, lại rất tráng lệ. Lời này của Yến huynh, khá là triết lý. Vị võ an hầu trẻ tuổi kia nghĩ một chút, đưa ra đánh giá như vậy. Đạo học là học thuyết nổi tiếng hiện thế mà bất kỳ tu sĩ nào hiện nay cũng không thể bỏ qua. Đạo môn là nguồn gốc của siêu phàm, đạo tu là khởi đầu của tu hành. Thế giới siêu phàm vô tận phồn hoa, trăm nhà đua tiếng đều bắt nguồn từ đạo môn. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn đã từng rất nghiêm túc theo đuổi, bây giờ lại càng không né tránh. Hắn nhất định sẽ tìm hiểu kỹ càng, cho nên bài học đầu tiên khi vào Tắc Hạ học cung, hắn liền chọn đạo học. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân rõ ràng lại theo bậc thang đá truyền đến. Một mỹ nhân cao gầy, lạnh lùng như xương bước lên bệ đá, đi vào bên trong những phiến đá kia, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Bên ngoài thân thể yểu điệu của nàng dường như phủ một lớp xương, bên trong đôi mắt mỹ lệ tựa như chứa đầy tuyết. Nàng đi tới, thật giống như dập tắt luôn hô hấp của mọi người. Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, tất cả đều theo bản năng đứng dậy. Tỷ, Lý Long Xuyên há miệng nói, ngồi chỗ này. Lý Phượng Nghiêu lập tức nhướng mày, cũng không nói gì mà tự mình đi vào trong. Khí chất vô hình tự nhiên ép ra một con đường. Đối với nữ nhân này, dù trong lòng ngươi điên cuồng muốn đến gần, nhưng thân thể lại theo bản năng lùi xa. Nàng quá đẹp, cũng quá lạnh lùng. Nàng đi đến gần, đưa mắt liếc nhìn Khương Vọng. Đường đường là võ an hầu tân nhiệm của đế quốc Đại Tề, nhân vật muốn duỗi tay duỗi chân khi lên lớp trong học cung cũng chẳng sao. Hiện tại hắn lại vội vàng dịch sang bên trái, nhường ra một tấm bồ đoàn. Cũng không biết tại sao, rõ ràng tu vi của hắn bây giờ đã vượt qua nàng, nhưng vẫn giống như lần đầu tiên gặp nàng vậy, luôn luôn có chút căng thẳng. Căng thẳng cũng không chỉ có mỗi mình hắn. Sau khi Lý Phượng Nghiêu ngồi xuống, đám bạn xấu thường xuyên phóng đãng ở Lâm Truy Thành mới lần lượt ngồi xuống. Chỉ là ai nấy đều không còn khí thế như lúc trước nữa. Hôm nay điều tức muộn một chút, suýt nữa thì không còn chỗ ngồi. Lý Phượng Nghiêu dùng ngữ khí bình thản nói, đối với môn học này, các ngươi ngược lại đều rất tích cực. Cơ thể béo mập của Trọng Huyền Thắng trực tiếp chen về phía sau. Góc áo của Yến Phủ không biết sao lại vô cùng nhăn nhúm, y cau mày cúi đầu, hết lần này đến lần khác ra sức vuốt phẳng. Lý Long Xuyên nhắm mắt lại nói, đạo gia chính là nguồn gốc của siêu phàm, không thể không tìm hiểu nhiều hơn. Lý Phượng Nghiêu cũng không bày tỏ ý kiến, nghiêng đầu liếc nhìn Khương Vọng, còn ngươi. Dường như có mùi hương hoa mai thoang thoảng bay tới, lại như chỉ là ảo giác. Khương Vọng bình tĩnh nói, cơ hội vào Tắc Hạ học cung không dễ dàng, trăm nhà đua tiếng, ta đều muốn tìm hiểu một chút. Ồ, vậy sao? Lý Phượng Nghiêu khẽ gật đầu, liền không nói gì nữa. Nàng chỉ ngồi trên tấm bồ đoàn giữa hai người Khương Vọng và Yến Phủ, toàn bộ đám học sinh trên quảng trường Âm Dương Ngư liền không hiểu sao đều tự giác ngồi ngay ngắn. Ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Khương Vọng ngồi ở bên cạnh có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức trên người Lý Phượng Nghiêu. Lúc này hắn mới phát hiện nàng đã tiến gần đến cảnh giới huyền diệu không lý lẽ. Nhanh hơn mấy bước so với đám người Trọng Huyền Thắng, quả không hổ là Phượng Nghiêu tỷ tỷ. Không hổ là nữ nhân đánh Lý Long Xuyên từ nhỏ đến lớn. Trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng cũng không qua bao lâu,
lại có một nữ tử từ phía sau những phiến đá kia đi ra. Bước lên bục giảng, một thân đạo bào màu trắng, một bộ tuyệt sắc nhân gian. Đạo bào rộng rãi không che được dáng người thướt tha mềm mại. Châm gỗ cài tóc, không giấu được khí chất phong lưu. Khương Vọng ngẩng đầu lên, lập tức hiểu ra cái gì gọi là mặc dù lên xuống chập trùng không ngừng, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Cái gì gọi là không nhô lên, không dư thừa, lại rất tráng lệ. Chương 2020, Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ, 1. Nàng lúc bước đi như khói sương mù mịt, lúc ngồi xuống như Bồ Tát cụp mắt. Đạo bào là tuyết trên núi, châm gỗ là một cành ngang, ta là Tần Liễm. Giọng nói của nàng vô cùng thanh tịnh, như gió chiều thổi qua thung lũng hang sâu vắng vẻ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống là giáo tập thường trực của Tắc Hạ học cung. Quế đài rất yên tĩnh, gần 30 học viên không ai lên tiếng. Ai cũng biết nàng là ai, chỉ có mỗi Khương Vọng không biết. Nhưng lúc này hắn cũng đã phản ứng lại. Chủ nhân của Ôn Ngọc Thủy Tạ trong tứ đại danh quán Lâm Truy chẳng phải là Tần Liễm sao? Tần Liễm kia và Tần Liễm này là cùng một người ư? Khương Vọng tự nhiên nghĩ đến Khương Vô Tà. Bốn vị cung chủ trong cuộc chiến tranh Long Đại Tề năm xưa. Khương Vô Khí thì không cần phải nói. Khương Vô Ưu tự mở đạo võ, khí thế hùng hồn. Khương Vô Hoa thần thái nội liễm, thâm sâu khó lường. Bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng trong vụ án của Lôi Quý Phi trước đó, lại nói thần lâm là thần lâm, không biết đã trấn áp bao nhiêu người. Chỉ có dưỡng tâm cung chủ Khương Vô Tà này, gần như không thể hiện ra năng lực cạnh tranh nào. Không phải những gì gã đã thể hiện ra không xuất sắc, mà là những người cạnh tranh với gã thực sự quá lóa mắt. Trong tất cả ấn tượng của Khương Vọng về gã, điều sâu sắc duy nhất ngoài khuôn mặt âm nhu tuấn tú chính là những mỹ nhân muôn hình muôn vẻ vây quanh. Tất nhiên Khương Vọng chưa bao giờ coi thường Khương Vô Tà, nhưng đôi khi cũng không khỏi nghĩ, dưỡng tâm cung chủ như vậy, dựa vào đâu mà tranh giành với Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu, thậm chí là Khương Vô Khí. Cũng không thể là thiên tử đại tề lập bốn cung chủ, chỉ là để cho đủ số chẵn chứ. Cho dù là góp cho đủ số, loại người muốn chen vào bằng mọi giá như thập tứ hoàng tử Khương Vô Dòng kia cũng không có cơ hội. Hôm nay tận mắt nhìn thấy vị Tần Liễm này, hắn mới vô thức nâng cao kỳ vọng đối với Khương Vô Tà. Có thể khiến nữ tử như vậy một lòng không bỏ, dưỡng tâm cung chủ sao có thể là nhân vật đơn giản chứ. Trên bục giảng, giọng nói của Tần Liễm tiếp tục vang lên, hôm nay ta muốn giảng cho mọi người về Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ tập. Chỉ cần nhìn xuống dưới đài một cái là có thể nhận ra công hiệu giảng bài của nàng. Giảng thực sự là quá hay rồi, khiến đám học sinh say mê như si như ngốc. Mặc dù hiện tại mới chỉ nói tên sách. Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ tập là kinh điển do Tiên Hiền Đạo Môn viết, ngoài việc trình bày lý niệm đạo môn, còn ghi chép một số bí mật thời thượng cổ. Tất nhiên những bí mật thời thượng cổ này cũng được ghi chép vào để trình bày tư tưởng tốt hơn, cho nên cũng không thể coi đó là chính sử. Tư Mã Hoành từng bình luận về bộ kinh điển đạo gia này, lão nói, Tưởng Nhĩ tập bằng vào suy đoán chủ quan, cho rằng mọi chuyện đại khái là như vậy. Độ chân thực của những bí mật thời thượng cổ được ghi chép trong cuốn sách này có thể tưởng tượng được. Nhưng nó cũng không hề không chịu nổi như Tư Mã Hoành nói, không đến mức toàn bộ đều là tưởng tượng. Trong phần liên quan đến bí mật thời thượng cổ, ít nhất 7-8 phần 10 là tôn trọng lịch sử ghi chép vào. Dù sao đạo môn mới là nguồn gốc tu hành lâu đời nhất, nắm bắt chân thực đối với dòng chảy lịch sử, không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh được. Lời phê bình của Tư Mã Hành cũng không làm giảm đi sự vĩ đại của Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ tập. Lão đánh giá bộ kinh điển này từ góc độ của một sử gia, nhưng đối với cảnh giới tu hành, lý niệm tu hành được thể hiện trong cuốn sách này cũng không có chỗ nào để chê bai. Từ xưa đến nay, trong 49 bộ kinh điển được liệt kê trên vách đá Vô Nhai ở Thiên Kinh Thành, luôn luôn có tên nó ở trong đó. Là một trong những điển tịch mà tu sĩ đạo môn trong thiên hạ nhất định phải đọc. Đồng thời không có trình độ đạo học cực cao, tuyệt đối không dám giảng Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ tập. Tu vi của Tần Liễm bởi vậy mà có thể thấy rõ chút ít. Ngồi bên người là mỹ nhân băng sơn như Lý Phượng Nghiêu, ở trên đài là Bồ Tát Sơn Thủy như Tần Liễm. Mùi hương thoang thoảng theo gió bay đến chóp mũi, giọng nói dễ nghe lưu động ở bên tai. Khương Vọng lại toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới đạo học do Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ tập kiến tạo, hắn nghe cực kỳ chuyên chú, thỉnh thoảng còn dùng như mộng lệnh ghi lại những chỗ đặc sắc. Thời đại thượng cổ, ba vị đạo tôn liên thủ với nhân hoàng, giết ra khỏi hiện thế, kiến tạo nên vạn yêu chi môn, hết cách phân thân.
có người tên Trúc Do, đánh xuyên qua thông đạo hiện thế, biến Bích Châu thành hoang mạc, khơi dậy ma triều tiêu diệt chư thế. Được gọi là ma tổ, Khương Vọng trong lòng hơi động. Hắn vẫn luôn nghe nói về ma tộc, cũng đích thân xuống thượng cổ ma quật, tiếp xúc với ma công vô thượng, thậm chí còn nắm giữ một tôn huyết khôi chân ma. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe tin tức về ma tổ, lại tên là Trúc Do. Không biết là ma danh của y vốn là như vậy, hay là nhân tộc đặt cho y cái tên này. Giống như cao giai của hải tộc, bên phía nhân tộc thường gọi là vạn đồng. Nghĩ đến những điều này, hắn không nhịn được giơ tay đặt câu hỏi. Tần Liễm trên bục giảng nhìn xuống, tư liệu hiện tại vẫn không thể khảo chứng Trúc Do là tên thật của hắn, hay là sau khi xâm nhập hiện thế hắn mới tự đặt. Hoặc có thể nói, tư liệu đáng tin cậy chưa được công bố tại thế. Ta nghiêng về phía hắn tự đặt cái tên này. Bởi vì lật ngược lại tất cả ghi chép trước đây, cũng không thấy cái tên Trúc Do, ngược lại vẫn luôn có ghi chép lẻ tẻ. Về ma, chính là sau khi cái tên Trúc Do này hoành không xuất thế, mới có ma triều đại bạo phát. Cái gọi là ma tổ, rốt cuộc là nguồn gốc của ma, hay là người tu luyện đến đại thành của ma tộc, đưa ma tộc lên thành tồn tại cường đại từng càn quét hiện thế. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công, thất hận ma công. Vì sao những ma công kia từ đầu đến cuối không thể diệt trừ tận gốc? Huyết ma mà Dư Bắc Đấu đối phó ở đoạn hồn hạp rốt cuộc có lai lịch gì? Theo như thuyết pháp của Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập, Trúc Do phá vỡ rào cản hiện thế mới có ma triều càn quét nhân gian. Cho nên nói ma tộc là chủng tộc thiên ngoại sao? Tống Uyển Khê là thủy tộc, tại sao lại có thể thành ma? Dương Kiến Đức, Tĩnh Giã, Tống Hoài đều là nhân tộc, tại sao có thể thành ma được? Biết được một số bí mật, ngược lại sinh ra nhiều nghi vấn hơn. Nhưng Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập dù sao cũng là điển tịch đạo học, trọng điểm là con đường tu hành của đạo môn chứ không phải ghi chép lịch sử, cứ truy hỏi trên phương diện này là chuyện không thích hợp. Khương Vọng khẽ cúi đầu, cảm tạ đã giải hoặc. Tần Liễm bèn nhanh chóng bỏ qua chuyện này, lại tiếp tục giảng, người ma tộc chính là mầm mống hỗn loạn. Cho nên lấy đại đạo thanh nguyên chính bản, để cho quỷ thần hiểu rõ, từ đó bình định phản loạn quay về với chính nghĩa. Giảng đến nơi đây, nàng cười cười, Tưởng Nhĩ Tập đã nói, chỉ có đạo mới có thể tiêu diệt ma, cho nên từ trước đến nay đạo suy thì ma thịnh, trăng tròn thì lại khuyết. Câu nói này ta chỉ tán thành một nửa, đạo có thể tiêu diệt ma. Nhưng thứ có thể tiêu diệt ma lại không chỉ có đạo của đạo môn. Đạo của ngươi cũng được, đạo của ta cũng thế. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, binh gia, pháp gia, mặc gia, Phật giáo, đạo gia, nho gia, trăm nhà đều có thể. Nàng siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng giơ lên, rất có khí thế nói, cho nên là lực lượng mới có thể tiêu diệt ma. Nhất thời tiếng vỗ tay vang dội như sấm, rõ ràng tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng. Quả thực là văn chương như ngắm núi, quả thực là sóng lớn bừng bừng. Thật là kiến giải hay, thật là học thức uyên bác. Khương Vọng chuyên tâm lắng nghe lý giải của Tần Liễm về đạo tu, trong đó còn xen lẫn một số giải thích và ứng dụng của những đạo thuật tiêu biểu của đạo môn. Với cảnh giới hiện tại của hắn, rất nhiều thứ chỉ cần nghe xong là hiểu, một điểm liền rõ ràng, thực sự đắm chìm vào đó. Hoàn toàn có thể hiểu được cách lý giải tinh diệu của Tần Liễm, có thể cảm nhận được sự cường đại của vị giáo tập thường trực học cung này. Đạo môn là nguồn gốc của siêu phàm, tự nhiên có nội tình mênh mông như biển. Càng đắm chìm trong đó, càng có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé đến mức nào. Các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.